Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. chương 926 vẫn không biết sợ. Nghe vậy, Gia Dương và Tôn Tử không khỏi lại bị một trận làm cho hoảng sợ, nhưng họ đã sớm bình tĩnh trở lại. Người đẹp, cô thật giỏi nói đùa, người bán rau làm sao có thể là mẹ của hộ soái Lê được chứ? Tất nhiên Gia Dương sẽ không tin rằng Lê Tuyết Tương sẽ là mẹ của hộ quốc công, hộ soái Lê, Lê Vĩnh Thiên. Mặc dù cả Lê Tuyết Tương và Lê Vĩnh Thiên đều mang họ Lê, nhưng thân phận của cả hai quá tranh lệch căn bản chính là không có chút liên hệ nào cả người đẹp tôi không ngại nói thật với cô bà già bán rau lê tuyết tương và con gái bà ta lê tịnh vi đã sớm bị anh lượng bắt đến lâu lạn vĩ ở phía tây thành phố chắc cũng chuẩn bị bị khoét mắt cũng nên tôn tử nói tránh việc các anh chết mà không rõ vì sao mình chết tôi cũng không ngại nói cho các anh sự thật bây giờ anh lượng và cả nhà họ đỗ tất cả họ đều đang nằm sạp xuống đất trở thành những cái xác không hồn rồi Trương Minh Nguyệt nói. Ha ha, người đẹp, trò đùa của cô càng lúc càng quá đáng rồi đó, nhà họ đỗ ở thành phố Vĩnh Thụy hùng mạnh như vậy, ai có thể giết bọn họ. Gia Dương không nhịn được mà cười lớn. Người đẹp, có phải não cô có vấn đề gì rồi không? Loại chuyện cười này mà cũng dám nói ra, chẳng may để anh Lượng nghe được là cô tiêu đời rồi đấy. Tôn Tử cảm thấy Trương Minh Nguyệt là một đứa ngu ngốc không hơn không kém. Thật đáng tiếc mà, một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, không ngờ lại là một đứa ngốc gia dương cũng cảm thấy trương minh nguyệt chính là một tên ngốc nếu không làm sao một người phụ nữ bình thường lại có thể nói những điều vô lý như vậy được sao một người phụ nữ bình thường lại có thể yêu cầu hai người đàn ông cùng lên núi được chứ đây không phải là tạo cơ hội để hai người họ cưỡng bức cô ấy sao ngốc cũng tốt nếu cô không phải một đứa ngốc thì làm sao chúng tôi có cơ hội này cơ chứ tôn tử nói nhà họ đỗ đều đã bị quân đội của hộ soái lê tiêu diệt trương minh nguyệt nói tuy nhiên lần này sau nghe trương minh nguyệt nói gia dương và tôn tử biểu lộ một chút ngạc nhiên nào cả bởi vì hai người họ đã xác định rằng trương minh nguyệt chính là một đứa ngốc chỉ có những đứa ngốc mới có thể nói những điều vô nghĩa như vậy người đẹp chúng ta đừng nói những chuyện nhảm nhí này nữa chúng ta nhanh vào chuyện chính đi gia dương không muốn nghe bất cứ những lời vô nghĩa nào từ trương minh nguyệt nữa audio điện tử võ tấn bền. Đúng vậy, chúng tôi có một trò chơi rất vui muốn chơi cùng với cô. Cô mau cởi quần áo của mình nhanh lên nào, tôi đảm bảo trò này vô cùng thú vị. Sau khi cô chơi xong, nhất định sẽ muốn chơi thêm lần nữa. Tôn Tử buông lời dỗ dành, muốn dụ Trương Minh Nguyệt tự mình cởi quần áo ra, đỡ mất công anh ta lại phải tự động tay làm. Trương Minh Nguyệt nhìn thấy Gia Dương và Tôn Tử chuẩn bị chết nơi rồi mà còn không biết điều, không ngờ còn muốn lừa gạt cô đột nhiên một luồng sát khí trong lòng cô ấy chợt dâng lên đáy mắt liền lóe lên một tia sáng lạnh buốt với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường cô ấy đột nhiên rút súng hai khẩu súng của mình ra sau đó chĩa thẳng nòng súng của họ vào gia dương và tôn tử thấy trương minh nguyệt chĩa súng vào chán mình gia dương và tôn tử sợ đến hồn bay phách lạc họ có nằm mơ cũng không ngờ rằng một người phụ nữ ngu ngốc ăn nói linh tinh lại mang súng theo trên người hơn nữa đấy còn là hai khẩu súng. Người đẹp, người đẹp, cô mau bỏ súng xuống, mau bỏ xuống, một cô gái mà múa đào bắn súng thì không tốt chút nào, không khéo còn không lấy được chồng nữa đấy. Gia Dương run rẩy nói. Đúng vậy, người đẹp, súng của cô là súng thật hay súng đồ chơi vậy? Súng của cô trông giống thật thật đấy, rất đáng sợ. Cô mau bỏ súng xuống, để chúng tôi xem giúp là súng thật hay súng giả. Nếu là súng giả thì có lẽ cô đã mua nhầm rồi, chúng tôi sẽ tìm kẻ bán rồi tính sổ giúp cô. Tôn tử nghĩ rằng chắc hẳn súng mà Trương Minh Nguyệt mang theo chẳng qua chỉ là đồ chơi, vậy nên anh ta cũng không sợ hãi cho lắm. Một đứa con gái thiểu năng như vậy thì sao có thể có súng thật được chứ? Nhất định là khẩu súng đồ chơi lấy ra từ một cửa hàng nào đó, chẳng qua cũng chỉ để dọa người mà thôi. Nó có phải là súng thật không? Các anh cứ thử thì sẽ biết. Trương Minh Nguyệt nói xong trực tiếp bóp cò. Cô cảm thấy vừa rồi mình đã nói quá nhiều rồi, bây giờ cô không muốn nói thêm bất cứ lời thừa thãi nào với Gia Dương và Tôn Tử nữa. Diệt trừ hai kẻ không đâu vào đâu thì không cần thiết phải phí nhiều lời làm gì. Nếu đã xác nhận được chính xác thân phận hai người rồi, vậy thì trực tiếp giết chết là xong. Bằng, bằng, hai phát súng bắn ra. Chán của Gia Dương và Tôn Tử bị đạn xuyên thủng, máu bắn tung tóe. Vẻ mặt của Gia Dương và Tôn Tử đều sướng sờ, hai mắt mở to, ánh mắt đầy kinh hãi nghi ngờ và cả khó tin. Họ có chết cũng không ngờ rằng, một đứa con gái xinh đẹp nhưng thiểu năng như thế, ấy vậy mà lại mang theo súng thật. Vài giây sau, Gia Dương và Tôn Tử ngã xuống đất, chết tức tưởi. Trương Minh Nguyệt không thèm nhìn bọn họ, cất súng rồi đi xuống núi. Sau khi xuống núi, đến bên đường cao tốc, Trương Minh Nguyệt lái xe của Gia Dương, vội vàng trở lại lâu lạn vĩ để báo cáo công việc. Chương 927 được khi trương minh nguyệt quay trở lại tòa nhà đổ nát mấy đồng chí công an đã chất được một nửa số xác chết trên mặt đất lên xe và lần lượt vận chuyển chúng đi trương minh nguyệt trực tiếp nói với lê vĩnh thiên báo cáo hộ soái gia dương và tôn tử đã được chính tay tôi xử tử rồi được lê vĩnh thiên chỉ thờ ơ nói một chữ được vẻ mặt bình tĩnh như thể việc giết chết hai người này chỉ như là giết hai con kiến mà thôi nhưng trương cường lúc này đang bị người khống chế bắt đứng lên nghe nói rằng lê vĩnh thiên đã sai người giết chết gia dương và tôn tử khuôn mặt của anh ta tái đi vì sợ hãi gia dương và tôn tử là đứa con trai của những gia đình tương đối nổi tiếng ở thành phố vĩnh thụy thường xuyên giao du với đỗ lượng cũng vì liên lụy như vậy cho nên bị lê vĩnh thiên sai người giết chết điều này cho thấy bàn tay thiết huyết của lê vĩnh thiên cứng rắn cỡ nào tiếp theo lê vĩnh thiên lần lượt đến thăm lại nhi và triệu đình vũ dưới sự điều trị của các bác sĩ quân y cả hai đã hồi phục tốt. Lê Vĩnh Thiên không muốn ở lại đây làm mất thời gian nữa nên hỏi Lê Tuyết Tương, "Mẹ ơi, chúng ta chuẩn bị về thành phố Đà Lạt. Mẹ có muốn về nhà đóng gói hành lý không?" "Chúng ta cũng không còn hành lý gì cần phải thu dọn cả, mấy thứ cần thiết mẹ đã mang theo hết đây rồi, vậy nên chúng ta cũng không cần thiết phải quay lại làm gì nữa, mình đi luôn bây giờ Quốc Tương không muốn lãng phí thời gian của Lê Vĩnh Thiên nữa." nếu đã như vậy chúng ta hãy đến sân bay trước và chuẩn bị bay về thành phố đà lạt thôi ạ à. lê vĩnh thiên nói nhưng mà chúng ta vẫn chưa hoàn thành thủ tục chuyển trường của em gái con lê tuyết tương nói đây chỉ là chuyện nhỏ thôi con đã nhờ phạm cường giúp làm thủ tục rồi lê vĩnh thiên nói được rồi còn triệu đình vũ thì sao cậu ấy bị thương nặng vừa mới tỉnh dậy chúng ta cũng không thể mặc kệ cậu ta được lê tuyết tương nói tất nhiên con sẽ không để mặc cậu ấy như vậy được chúng ta sẽ đưa cậu ấy và lại nhi đến thành phố đà lạt để tiếp tục điều trị lê vĩnh thiên nói nhưng mà triệu đình vũ và lại nhi đều bị thương nặng như vậy không tiện chuyển viện lê tuyết tương nói không sao đâu mẹ suốt chặng đường này sẽ có các bác sĩ quân y đi theo cho nên họ sẽ không có việc gì đâu lê vĩnh thiên nói tốt rồi chúng ta cứ làm theo sự sắp xếp của con đi lê tuyết tương nghe lê vĩnh thiên nói lời này cũng không có ý kiến gì thêm nữa. Vì vậy, Lê Vĩnh Thiên bèn quay lại nói với Phạm Cường, "Phạm Cường, anh có thể phụ trách làm thủ tục giúp em gái tôi chuyển trường học được không? Tốt nhất là chuyển đến trường Trung học số 1 Nam Giang." Lê Vĩnh Thiên thực sự rất coi trọng việc chuyển trường lần này của em gái mình, nếu không vì vậy thì anh cũng không đi sắp xếp cho một thượng tá như Phạm Cường làm điều đó. Để một chiến sĩ quân đội cấp thượng tá như Phạm Cường đi làm thủ tục chuyển trường thì trường nào dám không theo? Vâng, Phạm Cường nhận lệnh liền đứng dậy đi làm ngay lập tức. Sau đó, Phạm Cường bước sang phòng bên cạnh nhờ mọi người tìm số điện thoại của hiệu trưởng trường cấp 3 nơi Lê Tịnh Vi đang theo học. Anh ta trực tiếp gọi riêng cho hiệu trưởng. Sau khi xác định được danh tính, anh đã yêu cầu hiệu trưởng nhanh chóng làm thủ tục chuyển trường cho em gái của hộ soái Lê Vĩnh Thiên. Hiệu trưởng biết được danh tính của Phạm Cường và Lê Tịnh Vi là em gái của hộ soái, làm cho ông ta sợ đến mức toát mồ hôi hột. Làm sao ông ta có thể sơ suất được chứ? Ông ta ngay lập tức làm thủ tục chuyển trường cho Lê Tịnh Vi và gửi nó qua đường bưu điện đến trường trung học số 1 Nam Giang mà không cần phạm cường cử người đến nhận. Lê Vĩnh Thiên bước đến bên cạnh Triệu Đình Vũ, hỏi: "Đình Vũ, tôi định chuyển cậu đến thành phố Đà Lạt để điều trị. Cậu nghĩ thế nào?" Lê hộ soái: "Tôi không phản đối, tôi cũng có ý định muốn trở lại thành phố Đà Lạt từ lâu rồi." Triệu Đình Vũ nói. "Tốt rồi." vậy chúng ta hãy khởi hành ngay bây giờ lê vĩnh thiên nói vì vậy lê vĩnh thiên đã nhờ cán quân y khiêng triệu đình vũ xuống tầng dưới lê vĩnh thiên chu nhược mai lê tuyết tương lê tịnh vi và triệu vũ ngóc cũng đi theo xuống lầu sau đó lê vĩnh thiên lại đến gặp lại nhi và nói với cô ấy lại nhi tôi định chuyển cô đến thành phố đà lạt để điều trị cô nghĩ thế nào tôi tuân theo sự sắp xếp của lê họ soái anh nói có thể điều trị ở đâu cũng được lại nhi nói được rồi đưa lại nhi đưa đến thành phố nam cương chữa trị đi lê vĩnh thiên lập tức nói với bác sĩ quân y phụ trách điều trị cho lại nhi vâng các bác sĩ quân y lập tức lấy cáng khiêng lại nhi lên cáng sau đó bác sĩ quân y chở triệu đình vũ và lại nhi cùng nhau lên xe quân sự mọi người tiếp tục ở đây xử lý tốt tất cả thi thể này nhất định phải xử lý thật sạch sẽ lê vĩnh thiên lại nói với những chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ xử lý thi thể tại đây vâng những chiến sĩ công an lên tiếng trả lời đối với mệnh lệnh của lê vĩnh thiên làm sao họ dám từ chối không làm theo cho dù lê vĩnh thiên không nhắc lại bọn họ cũng không dám vứt bỏ những thi thể này sau khi giải thích lê vĩnh thiên dẫn đầu đoàn người lần lượt lên xe trương cường cục trưởng cục công an người bị tình nghi có liên quan lớn đến vụ án này cũng bị lê vĩnh thiên bắt đi Lê Vĩnh Thiên muốn đưa Trương Cường đến thành phố Vĩnh Thụy và giao nó cho các bộ phận liên quan để xem xét điều tra. Lê Vĩnh Thiên, mẹ anh Lê Tuyệt Tương và em gái anh Lê Tịnh Vi đã đi cùng một chiếc xe và đến sân bay. Những người chiến sĩ công an đang khiêng thi thể cùng một chỗ mồ hôi nhễ nhại nhìn thấy đoàn xe của Lê Vĩnh Thiên đã rời đi, cuối cùng họ cũng an tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, họ không dám lười biếng, tại sao họ phải tiếp tục làm cho xong việc, sau khi đến sân bay quân sự thành phố Vĩnh Thụy, Lê Vĩnh Thiên lại lên máy bay mà không dừng lại. Anh và vợ Chu Nhược Mai, mẹ anh Lê Tuyê Tương và em gái anh Lê Tịnh Vi đã ở trên cùng một máy bay. Triệu Đình Vũ và Lại Nhi cũng đi cùng máy bay với Lê Vĩnh Thiên. Tất nhiên Triệu Vũ Ngọc đi cùng máy bay với anh trai Triệu Đình Vũ. Lê Vĩnh Thiên không muốn những chiến sĩ này ở lại thành phố Vĩnh Thụy, thành phố này vốn không phải là một cứ điểm quan trọng về mặt chiến lược quân sự nên anh đã để tất cả các máy bay chiến đấu này cùng nhau bay về thành phố Đà Lạt. Nếu nước Lang Quốc dám có can đảm lật lọng không chịu đầu hàng, anh sẽ một lần nữa dẫn đầu chiến đấu với họ là được. Nếu Lang Quốc dám quay lại, lần sau, anh sẽ thực sự đưa máy bay quân sự đến đó, lần này là chiến tranh thật sự chứ không phải chỉ đe dọa đơn giản như bây giờ. Chương 928 về Đà Lạt. 20 chiếc máy bay vận chuyển và 100 chiếc phi cơ chiến đấu bắt đầu trùng điệp bay về thành phố Đà Lạt. Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Lê Ngọc Khiết lần đầu tiên ngồi lên máy bay vận chuyển quân sự, hơn nữa còn có rất nhiều phi cơ chiến đấu theo hộ tống, trong lòng rất háo hức. Chấm chấm. Vào lúc này, trong nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Lạt, tất cả các quan tài của các liệt sĩ toàn bộ đã được hạ táng xong xuôi. Quốc vương Long Quốc ngựa chạy không ngừng vó chạy về sân bay quân sự thành phố Đà Lạt. Anh ta muốn ngồi phi cơ bay về Long Đô, chuẩn bị tiếp nhận sự đầu hàng của Lang Quốc. Vì quốc vương Long Quốc muốn quay về Long Đô, Bộ trưởng Ngụy Nghiêm cùng các vị quan chức văn hóa, quân sự đương nhiên phải đi theo đồng hành. Hộ soái trấn Nam Trần Kiện 4 sao, sĩ quan chiến đấu Vũ Hải 3 sao và tất cả các đại tướng cấp cao trong khu vực chiến đấu của thành phố Đà Lạt, tất cả đều đi theo hộ tống quốc vương Long Quốc ra sân bay. Ngụy Nghiêm biết ngay lúc này có lẽ con gái mình đã bị Lê Vĩnh Thiên xử tử, trong lòng cực kỳ bi thương, tâm trạng vô cùng suy sụp. Hơn 20 phút sau, vì cơ chiến đấu của Lê Vĩnh Thiên đã đáp xuống sân bay quân sự của thành phố Đà Lạt. Vào lúc này, Quốc Vương Long Quốc cùng với các vị quan chức cũng đúng lúc vừa đi tới sân bay quân sự của thành phố Đà Lạt. Lê Vĩnh Thiên vịn tay giúp mẹ mình Lê Tuyết Tương xuống máy bay, Chu Nhược Mai cùng với Lê Tịnh Vi đi theo sát phía sau. Các bác sĩ quân y đem Triệu Đình Vũ và Lại Nhi cũng đưa ra khỏi máy bay. Lê Ngọc Khiết đi theo cán cứu thương của Triệu Đình Vũ, theo sát như hình với bóng. Trương Cường cũng bị đưa ra khỏi máy bay. Sau đó, quân đội đã hộ tống Lê Vĩnh Thiên ra khỏi sân bay. Từ xa, Lê Vĩnh Thiên, Lê Tuyết Tương, Chu Nhược Mai và những người khác đã nhìn thấy quốc vương Long Quốc và các quan chức văn hóa, quân sự đều đang ở sân bay. Lê Vĩnh Thiên có chút ngạc nhiên, không ngờ lúc này lại gặp được quốc vương Long Quốc ở sân bay. Lúc Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi nhìn thấy quốc vương Long Quốc và rất nhiều nhân vật lớn huyền thoại đang ở sân bay như vậy, lập tức vô cùng căng thẳng hồi hộp vĩnh thiên quốc vương long quốc cùng với các vị quan chức cấp cao làm sao lại có thể xuất hiện ở sân bay này lê tuyết tương nhỏ giọng hỏi quốc vương long quốc có thể là vừa đúng lúc này phải quay về long đô nên tình cờ xuất hiện ở sân bay những vị quan chức văn hóa quân sự này có lẽ là đến sân bay để tiến quốc vương long quốc lê vĩnh thiên nói vậy phải làm sao đây nhìn thấy quốc vương long quốc và các nhân vật lớn quan chức cấp cao làm mưa gió một vùng mẹ thật sự rất căng thẳng lê tuyết tương nói mẹ người không cần phải lo lắng đừng quên con trai mẹ bây giờ là đệ nhất hộ soái hộ quốc đại long mà mẹ cũng là mẹ của đệ nhất hộ xuất hộ quốc nếu như chúng ta đã ở đây gặp được quốc vương của long quốc vậy chúng ta hãy đi qua chào quốc vương long quốc một tiếng lê vĩnh thiên nói được rồi vậy chúng ta hãy đi qua đó lê tuyết tương nói dù sao thì cũng đã gặp quốc vương long quốc nếu không qua chào hỏi một tiếng thì sẽ rất bất lịch sự nhược mai em gái chúng ta cùng đi qua chào quốc vương long quốc nào lê vĩnh thiên nói vâng khi chu nhược mai ở nghĩa trang liệt sĩ cô ấy đã gặp qua quốc vương long quốc cũng không sợ luống cuống cô thân là vợ của một hộ soái hộ quốc về sau loại trường hợp này sẽ thường xuyên xuất hiện cô ấy phải có một trái tim mạnh mẽ làm cho mình có thể bình tĩnh và dễ dàng đối mặt với mọi chuyện Vâng, Lê Tịnh Vi trả lời, trong lòng cô lại rất lo lắng, Quốc Vương Long Quốc, đó là chủ của một đất nước, không phải ai cũng có cơ hội được nhìn thấy, cô ấy chỉ là một nữ sinh trung học cấp 3, làm sao cô ấy có thể không lo lắng được chứ? Chu Nhược Mai biết Lê Tịnh Vi lo lắng, lập tức nắm tay cô cùng đi qua. Vì vậy Lê Vĩnh Thiên và Lê Tuyết Tương, Chu Nhược Mai, Lê Tịnh Vi cùng nhau tới gặp Quốc Vương Long Quốc. Phạm Cương, Hà Ngọc Vinh trương minh nguyệt cùng những người khác cũng đi theo lê vĩnh thiên quốc vương long quốc đã sớm nhìn thấy lê vĩnh thiên đi xuống phi cơ khi anh ta thấy lê vĩnh thiên đến đây anh ta lập tức ở tại chỗ chờ tất cả các bộ trưởng văn hóa và quân sự đều đang đứng chờ cùng với quốc vương long quốc mà tướng tham kiến long vương lê vĩnh thiên đi tới trước mặt quốc vương long quốc nói lê hộ xuất miễn lễ mọi việc đã làm xong rồi sao quốc vương long quốc hỏi cảm ơn sự quan tâm của quốc vương mọi việc đã làm xong mẹ tôi đã thoát khỏi nguy hiểm đây là mẹ của tôi lê vĩnh thiên nói dân phụ lê tuyết tương bái kiến quốc vương khi lê tuyết tương nghe lê vĩnh thiên giới thiệu mình mau chóng tiến lên chào hỏi quốc vương long quốc phu nhân miễn lễ bà là mẹ của đệ nhất hộ soái hộ quốc ở long vương quốc không phải là dân phụ quốc vương long quốc nói thừa dịp đó lê vĩnh thiên giới thiệu lê tịnh vi với quốc vương long quốc long vương người này chính là em gái của tôi Lê Tịnh Vi. Quốc vương Long Quốc hơi sững sờ, Lê Vĩnh Thiên sao lại có thể có em gái, chẳng lẽ là Lê Tuyết Tương đã tái giá. Bái kiến quốc vương, khi Lê Tịnh Vi nghe Lê Vĩnh Thiên giới thiệu về mình, cô ấy cũng vội vàng chào quốc vương Long Quốc. Xin chào bạn học Tịnh Vi, quốc vương Long Quốc thân thiết nói. Thần là vợ của hộ soái Chu Nhược Mai, bái kiến Long Vương. Lúc này, Chu Nhược Mai cũng bắt đầu chào hỏi quốc vương Long Quốc lê phu nhân miễn lễ quốc vương long quốc nói sau đó quốc vương long quốc còn nói thêm chúc mừng mọi người cuối cùng người một nhà cũng đoàn tụ bộ trưởng văn hóa và quân sự cũng tiến lên chúc mừng lê vĩnh thiên đã tìm thấy được mẹ mình chúc mừng lê hộ soái cuối cùng thì mẹ và con trai cuối cùng đã được đoàn tụ lê vĩnh thiên không chỉ tìm thấy mẹ mà còn có thêm một cô em gái nữa thật sự là đáng mừng cảm ơn mọi người Lê Vĩnh Thiên nói cảm ơn với tất cả mọi người. Các quan chức bộ trưởng văn hóa và quân sự đều rối rít chúc mừng, chỉ có Ngụy Nghiêm giàu dĩ không vui. Lê Vĩnh Thiên được đoàn tụ với mẹ mình, còn ông ta thế nhưng lại mất đi một đứa con gái, làm cho ông ta phải người đầu bạc tiến người đầu xanh. Lê Hộ Soái, cậu đã giúp tôi thanh lý môn hộ rồi sao? Ngụy Nghiêm vẫn còn ảo tưởng rằng Lê Vĩnh Thiên có thể tha mạng cho con gái mình, nên ông ta cố tình thăm dò, Bộ trưởng Ngụy đã để cho tôi giúp ông thanh lý môn hộ, tôi đương nhiên không phụ sự nhờ vả của ông, đã giúp ông thanh lý môn hộ. Lê Vĩnh Thiên nhẹ nhàng nói. Khi Ngụy Nghiêm nghe được Lê Vĩnh Thiên nói như vậy, thì ảo tưởng duy nhất của ông ta đột nhiên tan vỡ, sắc mặt ông ta vô cùng khó coi, khóe miệng hơi run rẩy một chút. Làm phiền Lê Hộ Soái rồi, một người phụ nữ độc ác như Ngụy Thái Phượng cần phải bị hành quyết, gian đe cho người khác. Ngụy Nghiêm căm hận Lê Vĩnh Thiên đến tận xương tủy, nhưng lại phải nói như vậy. Bộ trưởng Ngụy vì nghĩa diệt thân, tôi vô cùng bái phục. Lê Vĩnh Thiên nói, chương 929 quá khen. Lê Hộ Soái đã quá khen, tôi đều là học được từ cậu thôi. Ngụy Nghiêm nói, quốc vương Long Quốc biết rõ giữa Ngụy Nghiêm và Lê Vĩnh Thiên luôn bất hòa với nhau, không muốn bọn họ phát sinh thêm nhiều mâu thuẫn, liền nói em vợ của Lê Hộ Soái là Chu Phi Dương bởi vì phản quốc theo địch, đã bị Lê Hộ Soái xử tử. Con gái của Bộ trưởng Ngụy là Ngụy Thái Phượng xem thường kỷ luật, làm sang làm bậy, cũng đã bị Bộ trưởng Ngụy bày mưu kế xử tử, hai vị ái khanh đều đã làm một tấm gương tốt, thực hiện đúng quân pháp không thiên vị người nhà, là tấm gương cho toàn thể quan chức của nước Đại Long chúng ta. Long Vương, ngài đến sân bay là định quay về Long cung sao? Lê Vĩnh Thiên hỏi. Đúng vậy, bởi vì Lang quốc đã cử sứ giả đến đầu hàng Việt Nam chúng ta, nên tôi phải về Long Đô tiếp nhận sự đầu hàng của họ việc lang quốc đầu hàng chắc hẳn là lê hộ soái đã nghe nói đến quốc vương long quốc hỏi mà tướng đã nghe nói qua lê vĩnh thiên nói uy danh của lê hộ soái đã làm cho quân địch phải sợ hãi phi cơ chiến đấu vừa xuất chiến lang quốc ngay lập tức đã bị dọa sợ đến bể mật lập tức đầu hàng lê hộ soái quả nhiên không hổ danh là đệ nhất hộ soái hộ quốc của đại long quốc chúng ta long vương cảm thán nói long vương đã quá khen đây toàn bộ đều là vì uy danh của Long Vương người đã khiến cho bọn họ phải hoảng sợ Lê Vĩnh Thiên nói. Lê Hộ Soái không cần phải khiêm tốn, lần này anh dẫn binh như thần, khiến cho Lang Quốc trực tiếp đầu hàng, Lê Hộ Soái lại lập thêm được một đại công. Quốc Vương Long Quốc nói. Rất nhiều người ở đây cũng không biết Lê Vĩnh Thiên đã xuất động nhiều phi cơ chiến đấu đến vậy, là để đi thành phố Vĩnh Thủy cứu mẹ của mình. Long Vương đương nhiên cũng sẽ không đem chân tướng chuyện này nói ra, để tránh lộ ra tiếng gió lại để cho bên lang quốc kia biết được rằng, Long quốc chính là cố ý đi đánh bọn họ. Lời tuyên thể của chúng ta trong cuộc hội nghị trước khi xuất quân, đã đạt được thành quả sơ bộ. Nhưng để có thể chinh phục được nước liệp ưng, nước cự hùng, sư quốc và nước giao dẫn, khả năng cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Lê Vĩnh Thiên nói, đúng vậy, hiện tại nước liệp ưng, nước cự hùng, sư quốc và nước giao dẫn hoàn toàn không có chút động tĩnh nào, không biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Long Vương nói, nếu như nước liệp ưng, nước cự hùng, sư quốc và nước giao dẫn bọn họ không chịu đầu hàng, hay là nghị hòa thì Long Vương người định sẽ làm như thế nào? Lê Vĩnh Thiên hỏi, nếu trong vài ngày nữa bọn họ còn không có động tính gì, thì đến lúc đó tôi sẽ triệu tập năm đại hộ tướng cùng với các vị đại thần đến Long Đô để bàn bạc biện pháp đối phó. Long Vương nói, Long Vương thấy ở đây có rất nhiều người, vì vậy cũng không nói ra quá nhiều kế hoạch của mình. Được rồi, hiện tại trước mắt cứ im lặng để theo dõi diễn biến đã. Lê Vĩnh Thiên cũng biết nơi này không phải là địa phương thích hợp để bàn bạc chuyện quốc gia đại sự, vì vậy cũng không muốn hỏi quá nhiều. Lúc này, Long Vương nhìn từ xa trông thấy Trương Cường đang bị còng tay được bính lính áp giải đi, lập tức hỏi anh ta là ai. Long Vương thân là chủ của một đất nước, loại nhân vật cấp thấp như Trương Cường này, anh ta đương nhiên không biết. Người này là Trương Cường, là hội trưởng Cục Công an thành phố Vĩnh Thụy lê vĩnh thiên nói lê hộ soái tại sao lại bắt anh ta long vương hỏi người của nhà họ đỗ tại thành phố vĩnh thụy coi trời bằng vung làm rất nhiều việc ác nhưng cục công an thành phố vĩnh thụy lại ngồi yên không để ý đến để cho người nhà họ đỗ một tay che trời trương cường là hội trưởng cục công an lại không hề làm một chút gì lại liên quan mật thiết đến một vụ án lớn nên mà tướng đã khống chế bắt anh ta đem về để điều tra cho rõ ràng lê vĩnh thiên nói Ngụy Nghiêm nghe được Lê Vĩnh Thiên nói như vậy, lập tức vô cùng căng thẳng. Tốt, nhất định phải điều tra kỹ lưỡng, những quan chức tướng lĩnh liên quan cần phải hốt gọn. Mặc kệ người đứng đằng sau bọn họ là ai, đã gây ra những việc phạm pháp vi phạm kỷ luật thì nhất định không được buông tha. Long Vương nói. Ngụy Nghiêm nghe Long Vương nói như vậy, cơ thể không khống chế được mà run lên một chút. Mà tướng nhất định sẽ tận hết sức lực để điều tra rõ ràng mọi việc. Lê Vĩnh Thiên nói. Long Vương nhìn đồng hồ một chút và nói, được rồi, Lê Hộ Soái, thời gian không còn sớm, tôi phải về Long Đô, có chuyện gì sau này chúng lại tán gẫu sau. Long Vương bảo trọng, Lê Vĩnh Thiên biết Long Vương một ngày bận trăm phương nghìn việc, cũng không muốn làm lãng phí quá nhiều thời gian của Long Vương. Long Vương bảo trọng, Trần Kiện, Vũ Hải, Lê Lương Quân và các quan chức khác cũng đồng thanh hô lên. Mọi người bảo trọng, sau này gặp lại, sau khi long vương nói xong anh ta lập tức đi lên máy bay chuyên dụng các quan chức lập tức chạy theo long vương sau này gặp lại lê vĩnh thiên cùng với các vị quan chức cùng hô lên những binh lính ở tại đây nhìn thấy long vương chuẩn bị rời đi tất cả đều đứng nghiêm trang đưa mắt nhìn theo máy bay của long vương sau khi long vương cùng với các vị quan chức đã lên máy bay chuyên dụng máy bay lập tức bắt đầu cất cánh trong nháy mắt theo sát máy bay chuyên dụng của long vương đương nhiên còn có rất nhiều phi cơ chiến đấu đi theo hộ tống. Lê Vĩnh Thiên cùng với toàn thể các tướng lĩnh đưa mắt nhìn máy bay chuyên dụng của Long Vương đang dần bay đi xa, mới dối giết cùng nhau thả lòng. Sau đó Lê Vĩnh Thiên cùng Trần Kiện, Vũ Hải và các tướng lĩnh khác nói lời tạm biệt với nhau, sau đó dẫn theo Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi và Chu Nhược Mai cùng nhau trở về. Lê Vĩnh Thiên chỉ dẫn theo Hà Ngọc Vinh cùng với đội đặc nhiệm Phượng Hoàng quay về biệt thự, còn các vị quan trước kia thì để cho họ nên làm việc gì thì làm việc đó. chương 930 về nhà. Triệu Đình Vũ và Lại Nhi muốn đưa bọn họ tới bệnh viện quân y điều trị. Triệu Vũ Ngọc không cùng Lê Vĩnh Thiên trở về mà đi theo anh trai của mình tới bệnh viện. Trở về biệt thự tinh nguyệt, Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai lập tức đưa Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi vào trong nhà. Lê Tuyết Tương từng gả vào nhà họ Long, đã nhìn thấy qua nhà lớn sang trọng rồi, cho nên đối với biệt thự Tinh Nguyệt bà ấy cũng không cảm thấy quá kinh ngạc. Còn Lê Tịnh Vi từ nhỏ đã chịu khổ cùng với Lê Tuyết Tương, chưa bao giờ được bước vào trong căn biệt thự xa hoa sang trọng như vậy, cô ấy hết nhìn đông lại nhìn tây khắp nơi, ngạc nhiên cực kỳ. Hôm nay Nguyễn Tú Hằng cũng đến bên ngoài nghĩa trang Liệt Sĩ để xem buổi lễ truy điệu long trọng và lễ tuyên thệ tràn đầy khí thế hào hùng, cũng nhìn thấy cảnh tượng Lê Vĩnh Thiên hành quyết nhà họ Trần, nhà họ Phan và Chu Phi Dương. Bởi vì cô ấy chỉ là một tác giả tiểu thuyết trên mạng, chỉ là một người bình thường, cho nên không có tư cách tiến vào trong nghĩa trang liệt sĩ, chỉ có thể ở bên ngoài quan sát. Đột nhiên cô ấy nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai ngồi xe quân sự rời khỏi nghĩa trang liệt sĩ. Cô ấy không biết Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai muốn đi làm cái gì, cũng không tiện gọi điện thoại hỏi, sợ quấy dày đến bọn họ. Sau đó, cô ấy nhìn thấy quốc vương Long Quốc và quan chức văn võ đều rời khỏi nghĩa trang liệt sĩ, cô ấy cũng trở về biệt thự tiếp tục công cuộc gõ chữ của mình. Ở trong phòng, cô ấy nghe thấy tiếng xe tiếng người ồn ào huyên náo bên ngoài thì biết Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai đã trở lại rồi. Có điều, lúc đó cô ấy vẫn còn thiếu 500 chữ mới gõ xong một chương, vì thế cũng không đi ra ngoài nhìn xem. Cô ấy là tác giả chuyên nghiệp, đã đạt đến cảnh giới hai tai không nghe chuyện bên ngoài cửa sổ. Chỉ cần trời không sụp xuống, cô ấy cũng sẽ không bị việc bên ngoài quấy dày, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ rồi mới làm chuyện khác. Sau khi cô ấy gõ đủ một chương rồi, đồng thời đăng tải chương mới xong, lúc này mới đi ra khỏi phòng. Đi đến phòng khách, Nguyễn Tú Hằng nhìn thấy trong phòng khách có thêm một bác gái gần 50 tuổi và một cô bé học sinh mặc đồng phục trường học. Cô ấy lập tức mở miệng nói với Chu Nhược Mai, Nhược Mai, trong nhà khách đến sao cậu không vào nói với tớ một tiếng hả? Không phải là tớ sợ quấy giày cậu gõ chứ sao? Đây không phải khách mà là người thân. Chu Nhược Mai nói. Người thân, người thân cái gì, Nguyễn Tú Hằng không hiểu ra sao cả. Vị này là mẹ của tớ, còn đây là em gái của tớ. Chu Nhược Mai giới thiệu một chút. Lập tức Nguyễn Tú Hằng cảm thấy kinh ngạc vô cùng, hỏi cậu tìm được mẹ ruột của cậu rồi à? Không phải, là mẹ của Lê Vĩnh Thiên Lê Tuyết Tương và em gái của anh ấy Lê Tĩnh Vi. Chu Nhược Mai nói, nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên đã tìm được mẹ của anh rồi, mà mẹ ruột của mình vẫn còn chưa tìm được, trong lòng cô ít nhiều cũng cảm thấy hơi buồn phiền nhất thời nguyễn tú hằng hết sức ngạc nhiên không ngờ rằng lê vĩnh thiên lại tìm được mẹ của mình hơn nữa còn đem trở về một cô em gái mẹ em gái người này là bạn thân của con nguyễn tú hằng chu nhược mai giới thiệu cháu chào bác gái ạ à, chào em gái tịnh vi nhé nguyễn tú hằng kinh ngạc thì kinh ngạc nhưng chào hỏi thì vẫn không thể thiếu tú hằng chào cháu lê tuyết tương nói chào chị tú hằng ạ à lê tịnh vi cũng tươi cười chào hỏi cô ấy được rồi sau này chúng ta đều là người một nhà rồi mọi người không cần phải khách sáo như vậy lê vĩnh thiên lên tiếng đúng vậy mọi người đều là người mình không cần phải quá khách sáo chu nhược mai nói lúc này lê tịnh vi hỏi chị tú hằng có khí chất như vậy chị làm nghề gì vậy ạ à? chị tú hằng của em là một nhà văn trên mạng không đi làm chỉ ở nhà tập trung viết sách thôi cậu ấy giỏi giang hơn người Sách của cậu ấy viết vô cùng nổi tiếng, viết một quyển, hot một quyển." Chu Nhược Mai nói. "Nhược Mai, cậu đừng có khen tớ nữa, tớ sẽ xấu hổ mất." Nguyễn Tú Hằng hơi ngượng ngùng nói. "Thì ra chỉ Tú Hằng lại viết tiểu thuyết trên mạng, em cũng thích nhất là đọc tiểu thuyết trên mạng đấy ạ." À. Lê Tịnh Vi nói. Sắc mặt của Lê Vĩnh Thiên lập tức đen lại, nói "Em gái, em đang đi học, không thể xem tiểu thuyết, tránh để ảnh hưởng đến học tập." "Từ lúc lên cấp 2 em đã thích xem rồi." Lớp 10 lớp 11 cũng xem không ít, lên lớp 12 thì em khá ít xem." Lê Tịnh Vi vội vàng giải thích. Đối với ông anh trai hộ soái bảo vệ này của mình, cô ấy vẫn vô cùng kính sợ. "Đọc sách có lợi, xem một chút cũng không sao cả. Đừng nghe anh trai của em nói lung tung, xem một ít tiểu thuyết có thể nâng cao trình độ sáng tác." Nguyễn Tú Hằng nói. "Chị Tú Hằng, sách mà chị viết tên là gì ạ? À? Có thể nói cho em biết không?" nói không chừng em còn xem qua sách của chị rồi đấy. Lê Tịnh Vi hỏi, chương 931 fan của cô. Bây giờ chị đang viết cuốn sách có tên là Minh Thanh, anh muốn cùng em sinh khỉ con. Nguyễn Tú Hằng vui vẻ nói. Lê Tịnh Vi nghe vậy, lập tức sợ ngây người rồi. Qua một lúc lâu, Lê Tịnh Vi mới hỏi, chị Tú Hằng, bút danh của chị có phải tên là Mai Thính Vũ không ạ? Đúng vậy, sao em lại biết bút danh của chị gọi là Mai Thính Vũ? Nguyễn Tú Hằng cũng có phần kinh ngạc hỏi. Bởi vì em vẫn luôn theo dõi sách của chị ạ. À. Thật không ngờ cuốn sách, Minh Thanh, Anh muốn cùng em sinh khỉ con, lại là do chị viết. Lê Tịnh Vi hưng phấn nói. Lê Tịnh Vi chỉ biết bút danh của Nguyễn Tú Hằng, không biết tên thật của cô ấy, mãi cho đến bây giờ mới biết. Thì ra em là fan hâm mộ của chị Hà. Nguyễn Tú Hằng cũng rất vui vẻ, không nghĩ tới em gái của Lê Vĩnh Thiên lại là fan hâm mộ của mình. Vâng ạ. À. Em chính là fan hâm mộ cuồng nhiệt của chị. Các bộ minh thanh của chị viết em đều xem qua. Minh thanh, đêm nay xin hãy quên em đi, Minh thanh một đêm nghe mưa xuân, Minh thanh đêm qua lại gió đông, Minh thanh một đêm thành hồi ức, vân vân, em đều xem hết rồi. Chị viết sách quá hay luôn." Lê Tịnh Vi kích động nói, không nghĩ tới có thể gặp được thần tượng mà mình sùng bái đã lâu ở nơi này. Tác giả nổi tiếng Mai Thính Vũ lại là bạn thân của chị dâu mình. Lê Vĩnh Thiên nghe thấy Lê Tịnh Vi nói đã xem nhiều tác phẩm của Nguyễn Tú Hằng như vậy, trong nháy mắt đầu cũng đổ đầy mồ hôi rồi. Vừa rồi nhóc con kia còn nói lên lớp 12 thì xem khá ít mà, bây giờ lập tức đã lộ tẩy ra rồi. Tuyệt quá, em xem nhiều sách của chị như vậy à? Quả nhiên là fan hâm mộ cuồng nhiệt của chị, Nguyễn Tú Hằng nói. Đương nhiên rồi ạ, à, sách mới của chị, Minh Thanh, anh muốn cùng em sinh khỉ con, Chương mới ra hơi chậm ạ. À em còn muốn vác thanh đao đến tìm chị tâm sự đấy. Lê Tịnh Vi nói, Nguyễn Tú Hằng tức khắc đổ mồ hôi rồi, cứ nghĩ đến cảnh sau này có một fan hâm mộ bất cứ lúc nào cũng có thể vác thanh đao tới gõ cửa thúc dục đòi chương mới, thì mình làm sao mà sống đây hả? Gần đây bởi vì chiến tranh bùng nổ, khắp nơi đều trốn tránh khói lửa chiến tranh, chị cũng luôn nơm nấp lo sợ, cho nên chương mới ra hơi chậm. Có điều vừa nãy chị đã ra một chương mới rồi đấy. Nguyễn Tú Hằng giải thích. Thật sao à? vậy em phải lên mạng xem ngay lập tức mới được lê tịnh vi vội vàng lấy điện thoại di động ra chuẩn bị đọc chương mới nhất của nguyễn tú hằng đăng tải em xem cái gì mà xem không được xem nữa cái gì mà minh thanh anh muốn cùng em sinh khỉ con vừa thấy tên sách thì đã biết thật rác rưởi rồi không được xem loại sách này lê vĩnh thiên nghiêm túc nói lê tịnh vi nghe thấy lê vĩnh thiên nói như vậy lập tức không dám xem nữa ỉu xìu ngồi ở nơi đó vĩnh thiên anh đừng hung dữ như vậy anh và em gái vừa mới nhận lại nhau, anh nghiêm khắc như vậy sẽ dọa em ấy sợ đấy. Chu Nhược Mai vội vàng xoa dịu nói. Đúng, anh hung dữ như vậy làm cái gì hả? Sinh khỉ con rất bình thường mà, tên khách của tôi sao lại rác rưởi chứ? Anh cho rằng mọi người đều giống như anh à, kết hôn với Nhược Mai lâu như vậy rồi, ngay cả một con khỉ con cũng không tạo ra được. Nếu mọi người đều trong sáng thuần khiết giống như hai người, loài người cũng sắp tuyệt chủng luôn rồi. Nguyễn Tú Hằng bực mình nói lê vĩnh thiên và chu nhược mai nghe được lời như vậy của nguyễn tú hằng đều cảm thấy xấu hổ cực kỳ đúng rồi vợ chồng hai người các con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì sao kết hôn lâu như vậy rồi vẫn không sinh một đứa trẻ lúc này lê tuyết tương nhịn không được hỏi lê vĩnh thiên không nghĩ tới anh chỉ nói tên sách của nguyễn tú hằng thôi lại có thể kéo đến chuyện mình và chu nhược mai sinh con rồi mẹ chuyện này không liên quan đến con mẹ hỏi anh vĩnh thiên đi Chu Nhược Mai lập tức trốn tránh trách nhiệm. Nghe thấy Chu Nhược Mai nói như vậy, ánh mắt của Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi đều dừng lại ở trên người Lê Vĩnh Thiên. Bọn họ đều cho rằng thân thể của Lê Vĩnh Thiên có vấn đề. "Vĩnh Thiên, nếu như thân thể của con có vấn đề thì phải đi điều trị một chút. Con quen biết nhiều bác sĩ quân y như vậy, bọn họ chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh cho con." Lê Tuyết Tương nói. "Mẹ, mẹ nói bậy bạ gì đó. Thân thể của con sao có thể có vấn đề được chứ?" con là vì việc nước quấn thân, cho nên mới đặt chuyện sinh con sang một bên." Lê Vĩnh Thiên xấu hổ nói. "Đây có phải là lý do hay không? Việc nước quấn thân và sinh con cũng không có xung đột gì mà, lẽ nào con việc nước quấn thân thì ngay cả ngủ cũng không cần à?" Lê Tuyết Tương nói. "Mẹ, chúng ta vừa mới đoàn tụ, trước tiên đừng nói vấn đề này nữa." Thật sự Lê Vĩnh Thiên không có cách nào để giải thích chuyện này với mẹ của mình. Kết hôn 3 năm, không phải anh không muốn sinh là Chu Nhược Mai vẫn luôn không để cho anh chạm vào. Sau đó, đợi đến khi Chu Nhược Mai cũng đồng ý rồi, mỗi lần đến thời khắc mấu chốt, sẽ luôn có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, anh cũng không có biện pháp nha. Mẹ muốn được ôm cháu sớm một chút, chuyện này các con phải nhanh chóng lên." Lê Tuyết Tương nói. Chương 932 thúc dục. Lúc này Lê Vĩnh Thiên cảm thấy toát mồ hôi, anh vừa mới gặp lại mẹ, lập tức đã bị thúc dục sinh đứa nhỏ rồi sau này cả ngày mẹ ở bên cạnh thúc giục chuyện này anh muốn kéo dài cũng không kéo dài được nữa rồi chu nhược mai cũng mặt đỏ tới mang tai rồi lập tức nói sang chuyện khác mẹ chắc mẹ cũng đói rồi ạ à, con đi nấu chút cơm cho mẹ nhé không cần con phải nấu đâu mẹ tự làm được rồi lê tuyết tương nào dám để con dâu của mình nấu cơm cho mình chứ con dâu của mình chính là cô chủ của nhà họ chu đấy mẹ là bề trên sao bọn con có thể để mẹ nấu cơm được ạ à? con đi nấu cơm cho mọi người đây chu nhược mai cũng không dám để mẹ của lê vĩnh thiên đi nấu cơm đâu con là cô chủ lá ngọc cành vàng vừa nhìn là biết không biết nấu cơm rồi để mẹ làm cho con nghỉ ngơi thật tốt đi lát nữa cho con nếm thử tay nghề của mẹ lê tuyết tương nói không được mẹ vừa mới đến nhà chúng con sao con có thể để mẹ đi nấu cơm chứ mẹ nghỉ ngơi thật tốt đi ạ à, để con đi nấu mặc dù chu nhược mai không quá thành thạo việc nấu cơm nhưng để mẹ của lê vĩnh thiên vừa mới đến đã đi nấu cơm thật sự là không tốt hai mẹ con đừng tranh giành nhau nữa đều nghỉ ngơi thật tốt đi con đi nấu cơm lê vĩnh thiên đột nhiên lên tiếng đường đường là hộ xoái bảo vệ lại nấu cơm cho chúng tôi chúng tôi tiêu hóa không nổi đâu à vẫn nên để tôi đi nấu thôi nguyễn tú hằng lập tức mở miệng trêu chọc nguyễn tú hằng cô yên tĩnh một chút cho tôi tiểu thuyết do cô viết nhớ phải truyền tải thêm một ít năng lượng tích cực đừng có mà làm hư hỏng em gái của tôi lê vĩnh thiên không bằng lòng nói tuân lệnh tôi sẽ viết nhiều hơn một chút về lòng yêu nước nguyễn tú hằng nói hừ một cái tên sách sinh khỉ con thì có thể viết ra cái gì lòng yêu nước chứ chỉ cần cô đừng phá hủy tam quan tôi đã phải cảm ơn trời đất lắm rồi lê vĩnh thiên hừ lạnh một tiếng sau đó đi vào phòng bếp nấu cơm lê tịnh vi nhìn thấy lê vĩnh thiên đã đi vào phòng bếp rồi nhẹ nhàng lấy điện thoại di động ra lén lút lên mạng xem chương mới nhất của Nguyễn Tú Hằng vừa mới đăng lên. Chấm. Nhà họ Chu. Thi thể của Chu Phi Dương đã được chuyển về đến trong nhà. Người nhà họ Chu đều đắm chìm vào trong không khí bi thương. Sau khi bà Chu ở bệnh viện tỉnh lại, mạnh mẽ yêu cầu đòi xuất viện. Lúc trước bà ta chỉ là do nhất thời bi thương quá độ mới ngất đi, cơ thể cũng không có gì đáng ngại, bác sĩ đồng ý cho bà ta xuất viện. Chu Thiệu Huy đón bà ta trở về trong nhà. Mọi người nhà họ Chu nhìn thấy bà Chu trở về rồi, lại vang lên một trận khóc lớn đầy thê lương. Bà Chu nhìn thấy thi thể của Chu Phi Dương, trong lòng lại dâng lên một trận đau thương tột độ. "Mẹ, Phi Dương chết rồi, nhà họ Chu cũng tuyệt hậu rồi." Kim Ngọc vừa khóc vừa nói. Lê Vĩnh Thiên lòng dạ độc ác, ý chí sắt đá, ngay cả em vợ của mình cũng không buông tha, cắt đứt hương khói của nhà họ Chu. "Nhà họ Chu chúng ta không đội trời chung với anh ta." Ba Chu tràn đầy oán hận nói. Mẹ, chúng ta chỉ là một nhà họ Chu nho nhỏ, làm sao có thể đấu lại được với hộ soái bảo vệ như Lê Vĩnh Thiên chứ? Chu Thế Huy nói. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, bây giờ anh ta hô mưa gọi gió, sau này chưa chắc vẫn còn có thể hung hăng càn quấy như vậy. Sẽ có lúc anh ta mất hết khí phách, đến lúc đó chúng ta lại báo thù cũng không muộn. Bà Chu lạnh lùng nói. Mẹ, chúng ta trước tiên đừng nói những điều này nữa. Việc cấp bạch bây giờ là chuẩn bị hậu sự cho Phi Dương. Chu Thế Huy vội vàng nói. Ừ, ngày mai nhà chúng ta bắt đầu dựng linh đường, lo liệu hậu sự cho Phi Dương. Bà Chu nói. Vâng ạ, chúng ta có cần phải thông báo cho Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai tới không? Chu Thế Huy hỏi. Trường 933 thông báo đám tang. Chắc chắn Lê Vĩnh Thiên sẽ không đến. Cho dù cậu ta có muốn đến thì tôi cũng không cho phép cậu ta bước vào nhà họ Chu nửa bước bà chu hung hăng nói tuy địa vị của lê vĩnh thiên là hộ xoái bảo vệ rất cao quý nhưng anh lại thẳng tay giết chết chu phi dương dù thế nào đi trang nữa thì bà cụ chu cũng không nuốt trôi nổi cục tức này chẳng những không muốn lại gần nịnh bợ anh mà còn muốn biến anh thành kẻ thù của nhà họ chu còn nhược mai thì sao chu thế huy hỏi dù sao thì nhược mai cũng là người nhà họ chu chúng ta hơn nữa con bé cũng là chị của phi dương gọi con bé tới đây đi bà chu nói được đêm nay con gọi con bé đến đây chu thế huy đáp lời bà ta biệt thự tinh nguyệt sau khi lê vĩnh thiên chuẩn bị đồ ăn xong xuôi thì cùng ngồi xuống ăn cơm với lê tuyết tương lê tịnh vi chu nhược mai và nguyễn tú hằng ăn cơm chưa xong lê vĩnh thiên và chu nhược mai nhanh chóng sắp xếp dọn dẹp phòng cho lê tuyết tương và lê tịnh vi sau đó chu nhược mai hỏi mọi người có muốn đi thăm triệu đình vũ không thì tất cả đều đồng ý lê vĩnh thiên dẫn các cô cùng đi ngoại trừ đến hỏi thăm Triệu Đình Vũ, Lê Vĩnh Thiên còn muốn đi qua đó thăm lại Nhi một chút xem cô ấy thế nào rồi. Hà Ngọc Vinh dẫn theo đội đặc nhiệm Phượng Hoàng hộ tống đám người Lê Vĩnh Thiên đi một mạch đến bệnh viện quân y. Bởi vì gần đây đang xảy ra chiến tranh nên thương binh nằm trong bệnh viện quân y thật sự rất nhiều, hầu hết mọi người đều không được nằm trong phòng bệnh bởi vì quá đông nhưng riêng Triệu Đình Vũ và Lại Nhi lại được sắp xếp nằm chung một phòng. Bệnh nhân cần bác sĩ và y tá chăm sóc nhiều không kể ai nấy đều bận đến mức chân không chạm đất. Triệu Vũ Ngọc vẫn luôn canh giữ bên cạnh chăm sóc cho Triệu Đình Vũ. Đương nhiên, cô ấy cũng sẽ chăm sóc cho Lại Nhi. Cô ấy tận mắt nhìn thấy hình ảnh một thân một mình Lại Nhi chiến đấu, cả cơ thể bị nhuốm đỏ bởi máu của chính mình và quân địch, trong lòng vô cùng kính nể Lại Nhi. Nếu như không phải nhờ Lại Nhi chiến đấu đến cùng với hơn một ngàn những kẻ đó, chỉ sợ đến lúc đại quân của Lê Vĩnh Thiên chạy tới thì cô ấy và Lê Tuyết Tương lê tịnh vi đã bị móc hết mắt rồi chị lại nhi lúc chị ở lâu lạn vĩ lấy một địch ngàn giết kẻ địch khiến chúng không ngừng gào khóc thảm thiết vô cùng anh dũng còn lợi hại hơn cả anh trai em em vô cùng kính nể chị triệu vũ ngọc nói vậy triệu đình vũ nghe cô ấy thốt ra những lời như thế lập tức mồ hôi rõ ràng là em gái của mình đang phóng đại trí khí của người khác diệt oai phong của anh mình chị đã phải trải qua huấn luyện đặc công đặc biệt mới có được ngày hôm nay đừng lấy anh trai em ra mà so với chị căn bản là không cùng một cấp bậc lại nhi nghe thấy triệu vũ ngọc lôi anh trai của cô ấy ra so sánh với mình nên không vui rồi nói như vậy triệu đình vũ nhìn thấy lại nhi khinh bỉ mình cực kỳ không phục muốn nói lại để giật danh dự về cô đừng có mà xem thường tôi tôi không có vũ khí xịn nếu có thì tôi cũng có thể lấy một địch một ngàn anh đừng khoác lác nữa chỉ bằng công phu mèo ba chân kia của anh mà cũng dám nói là có thể lấy một địch ngàn lại nhi tiếp tục xem thường. Triệu đình vũ biết mình khoác lác hơi lố thật, có chút xấu hổ nói tiếp, lấy một địch ngàn khả năng là có chút khó khăn, nhưng lấy một địch trăm chắc chắn không thành vấn đề. Thôi, anh tiếp tục thổi phồng bản thân nữa đi, đừng cho rằng tôi không biết chuyện anh vì đối chiến với 10 người mới bị thương nặng như này. Lại nhi nói thẳng ra, cô có thái độ như vậy cũng là bởi biết triệu đình vũ đánh nhau với hơn 10 tên địch nên bị thương. Chủ yếu là bởi vì đối phương có dùng súng nên tôi mới thua nếu bọn họ mà không dùng súng thì tôi đã có thể giết chết bọn chúng cũng như không để mình bị thương như này. Triệu Đình Vũ nói, chẳng lẽ lũ đánh nhau với tôi không dùng súng sao? Lại Nhi đáp, nhưng cô cũng bị thương kìa, kết quả giống nhau, chúng ta đều bị thương. Triệu Đình Vũ nói tiếp, thứ tôi phải đối mặt là hơn một ngàn kẻ địch, trong đó có đến vài trăm người dùng súng, tình hình chiến đấu còn nguy hiểm hơn anh rất nhiều. Hơn nữa, tôi giết chết hơn 500 tên địch còn anh chỉ giết chết 10 tên, ai lợi hại hơn ai, không cần lôi co cũng rõ. Lại Nhi nói, chương 934 anh nghi ngờ. Lúc đó triệu đình vũ đang hôn mê, không chứng kiến được cảnh Lại Nhi một thân một mình chiến đấu với hơn một nghìn tên địch cho nên cũng không biết thật giả thế nào. Nhanh chóng quay ra hỏi triệu vũ ngọc, em gái, chuyện cô ta nói có phải thật không? Anh nghi là cô ta đang khoác lác. Anh, chuyện chị Lại Nhi nói đều là thật, chị ấy không khoác lác đâu, trận chiến hôm đó của chị ấy còn đáng sợ hơn nhiều so với trận đánh nhau của anh đấy chị ấy lợi hại hơn anh nhiều triệu vũ ngọc nghiêm chỉnh nói triệu vũ đình nghe vậy trong phút chốc sợ ngây cả người chưa bao giờ anh ta nghĩ tới chuyện một cô gái như lại nhi có thể đánh người đã vậy lúc đánh nhau còn hung ác hơn cả anh ta đã nghe rõ chưa em gái của anh cũng nói tôi lợi hại hơn anh đấy chẳng lẽ ngay cả những gì em gái mình nói anh cũng không chịu tin lại nhi nói thì ra cô thật sự giỏi vậy hả thất kính, thất kính rồi. Đương nhiên là Triệu Vũ Đình tin những gì em gái mình nói rồi. Hừ, nếu không phải do tôi xả thân cứu giúp thì các người đã sớm chết thẳng cẳng ở đấy rồi. Lại Nhi nói, bà chị, ân nhân cư mạng, Vũ Đình suốt đời không quên. Xuất phát từ tận đáy lòng, Triệu Vũ Đình cũng bắt đầu cảm thấy kính nể Lại Nhi. Mà lúc này, Lê Vĩnh Thiên đã dẫn Lê Tuyết Tương, Lê Tịnh Vi, Chu Nhược Mai và Nguyễn Tú Hằng tới phòng bệnh lại nhi thấy lê vĩnh thiên lại tới vội vội vàng vàng ngồi dậy nói hộ soái sao anh lại tới nữa tôi tới thăm cô và vũ đình một chút cô mau nằm xuống đi nghỉ ngơi cho tốt lê vĩnh thiên nói cảm ơn hộ soái lại nhi vô cùng cảm động không ngờ mình bị thương lại có thể hộ soái tới thăm nhiều lần như vậy chị nhược mai bác tiêu tịnh vi sao mọi người lại tới đây đối với việc mọi người lại tới triệu vũ đình cũng vô cùng kinh ngạc mọi người đều không yên tâm về con và lại nhi nên mới tới. Lê Tuyết Tương nói. Tiếp đến, mọi người bắt đầu tán gẫu, trò chuyện với nhau. Hàn huyên hơn một tiếng đồng hồ, mọi người mới đứng dậy, nói tạm biệt rồi ra về. Vốn dĩ Chu Nhược Mai muốn mời Triệu Vũ Ngọc tới biệt thự của mình ở, nhưng mà Triệu Vũ Ngọc lại khăng khăng muốn ở lại bệnh viện để chăm sóc anh trai và lại nhi, không chịu rời đi. Chu Nhược Mai cũng hết cách nên đành phải để cô ấy ở lại chăm sóc hai người Triệu Vũ Đình và Lại Nhi. Bây giờ cuộc chiến cũng vừa mới kết thúc, Lê Vĩnh Thiên cũng không có chuyện gì cực kỳ quan trọng nào nên đưa mọi người quay về biệt thự. Hiếm khi được gặp mẹ, anh nghĩ bản thân phải chăm sóc mẹ nhiều một chút. Đến tối, điện thoại của Chu Nhược Mai vang lên. Là chú hai Chu Thế Huy gọi tới, cô đành phải nghe máy. Chú hai, có chuyện gì vậy? Chu Nhược Mai hỏi. Nhược Mai, ngày mai chúng ta sẽ tổ chức tang lễ cho phi dương ở nhà cháu có thể tới tiễn nó đi đoạn đường cuối không chu thế huy hỏi chuyện này chu nhược mai có chút do dự bởi vì chu phi dương là kẻ bán nước cầu vinh mà mình lại là vợ của hộ soái bảo vệ nếu như mình tham gia tang lễ của kẻ phản bội quốc gia thì trông có vẻ cực kỳ không thích hợp nhược mai phi dương là em họ của cháu chẳng lẽ cháu không thể tiễn nó đi nốt đoạn đường cuối sao chu thế huy hỏi chú hai chuyện này cháu phải hỏi ý lê vĩnh thiên mới đưa ra quyết định được chu nhược mai nói được rồi cháu bây giờ đã là vợ hộ soái cao sang vọng trọng rồi đã khinh thường nhà họ chu chúng ta rồi cháu thích tới thì tới không thích thì chú cũng không miễn cưỡng chu thế huy thương tâm nói chú hai chú đừng quá đau buồn phi dương mất cháu cũng rất đau lòng bất kể cháu có thể tới hay không cũng xin mọi người hãy nén bi thương chu nhược mai nói được không cần nói gì nữa đâu Chu Thế Huy nói xong lập tức cúp điện thoại. Tâm trạng của Chu Nhược Mai cũng bị hạ thấp xuống một cách nghiêm trọng, nhanh chóng đi hỏi ý kiến của Lê Vĩnh Thiên. Vĩnh Thiên, lúc nãy chú hai có gọi điện tới, bảo ngày mai ở nhà tổ chức tang lễ cho Phi Dương, bảo em ngày mai tới tiễn Phi Dương nốt đoạn đường cuối, anh thấy thế nào, em có nên tới không? chương 935 em không dược đi. Em không thể đi, Lê Vĩnh Thiên nói một cách dứt khoát. Tại sao không thể đi? Chu Nhược Mai hỏi, bởi vì em là phu nhân của hộ soái bảo vệ, mà Chu Phi Dương là kẻ bán nước cầu vinh là Việt Gian, cho nên em không thể đi. Lê Vĩnh Thiên giải thích. Nhưng Chu Phi Dương đã chết rồi, cậu ấy đã nhận hình trừng phạt đáng phải nhận rồi, tất cả những tội lỗi đều đã biến mất, em là chị của cậu ấy, lẽ nào còn không thể tiến cậu ấy lần cuối cùng sao? Chu Nhược Mai nói. Tuy cậu ấy đã chết, nhưng tội danh là Việt Gian vẫn còn, em thân là phu nhân của hộ soái bảo vệ, nếu như đến lễ tang của việt gian ra thể thống gì sẽ bị nói thế nào lê vĩnh thiên nói được nếu đã như vậy vậy thì em không đi nữa chu nhược mai cảm thấy bây giờ mình đã là phu nhân của hộ soái thân phận như vậy mà tham gia lễ tang của một việt gian thì cũng không thích hợp cho nên mới hỏi ý kiến của lê vĩnh thiên lê vĩnh thiên cũng không cho cô đi vậy thì cô càng kiên quyết không đi nhược mai à em là hộ soái phu nhân mỗi lời nói hành động đều sẽ ảnh hưởng rất lớn, sau này phải càng chú ý đến lời nói là hành động của bản thân. Lê Vĩnh Thiên nói, ừ, em biết rồi, em sẽ chú ý hơn. Chu Nhược Mai nói, thân là hộ soái phu nhân, cô đã cảm thấy có chút áp lực, không thể tùy tiện giống như trước nữa. Tiếp theo, Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai lại ngồi xuống, tiếp tục nói chuyện với Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi. Mà Nguyễn Tú Hằng lại chạy vào phòng đánh chữ, vì có quá nhiều độc giả đang thúc giục cập nhật. Người một nhà có thể đoàn tụ, thật sự là rất vui vẻ, những điều này không cần phải nói. Trò chuyện đến 10 giờ tối, Lê Tuyết Tương nói, Vĩnh Thiên, Nhược Mai à, các con cũng bận cả ngày rồi, nên đi ngủ sớm đi. Được, mẹ, em gái, hôm nay hai người cũng trải qua nhiều chuyện, khẳng định cũng mệt rồi, hai người cũng sớm đi. Chu Nhược Mai nói, được, các con về phòng trước đi, mẹ cũng đi ngủ đây. Lê Tuyết Tương nói lúc này lê vĩnh thiên và chu nhược mai cũng có chút xấu hổ bởi vì bình thường hai người chia phòng ngủ bây giờ ở trước mặt mẹ mà chia phòng ngủ thì khẳng định sẽ không tốt lê vĩnh thiên muốn mẹ nhìn thấy hai vợ chồng mình yêu thương nhau liền nắm tay chu nhược mai nói nhược mai đi thôi chúng ta về phòng nghỉ ngơi chu nhược mai ngây người một chút sau đó cùng lê vĩnh thiên đi về hướng phòng ngủ anh không về phòng của mình lại đến phòng của em rốt cuộc là muốn làm gì chu nhược mai đỏ mặt thấp giọng hỏi ở trước mặt mẹ anh cho anh chút thể diện được không lê vĩnh thiên cũng thấp giọng nói chu nhược mai liền hiểu ra nắm lấy tay của lê vĩnh thiên cùng đi vào phòng ngủ lê tuyết tương nhìn thấy con trai và con dâu yêu thương nhau như vậy cùng nắm tay đi vào phòng ngủ mỉm cười an ủi mẹ mẹ cười gì vậy lê tịnh vi nhìn thấy lê tuyết tương cười mà không thể hiểu được liền hiếu kỳ hỏi không có gì Chúng ta cũng về phòng ngủ đi. Lê Tuyết Tương thấy Lê Tịnh Vi còn nhỏ, cũng không muốn nói nhiều với cô ấy. "Mẹ, có phải mẹ nhìn thấy anh trai và chị dâu yêu thương nhau, cho nên mới cười?" Lê Tịnh Vi hỏi. "Đúng vậy, làm sao con biết?" Lê Tuyết Tương hỏi. "Con đoán, nhưng con có thể nhìn ra anh trai và chị dâu đang giả vờ." Lê Tịnh Vi nói. "Làm sao con nhìn ra?" Lê Tuyết Tương hỏi. Chương 936 phát hiện lúc nãy khi anh trai nắm tay chị dâu chị dâu đã ngây người một chút mặt cũng đỏ không được tự nhiên chút nào sau đó con còn nghe thấy hai người họ thì thầm lê tịnh vi nói bọn họ nói cái gì lê tuyết tương hỏi chị dâu hỏi anh trai anh không về phòng của mình ngủ lại đến phòng của em rốt cuộc là muốn làm gì lê tịnh vi nói lại nguyên văn vậy anh trai con nói gì lê tuyết tương hỏi anh con nói ở trước mặt mẹ cho anh chút thể diện được không? Lê Tịnh Vi nói lại những lời của Lê Vĩnh Thiên. Thì ra là như vậy, chẳng trách hai đứa nó luôn không có con. Lê Tuyết Tương thất vọng nói. Đúng vậy, con nghe nói, anh Tai và chị dâu luôn chia phòng ngủ. Lê Tịnh Vi nói, bây giờ Lê Vĩnh Thiên là hộ soái bảo vệ, cũng có rất nhiều tin tức liên quan đến anh, cho nên Lê Tịnh Vi cũng nghe nói như chuyện này. Xem ra, mẹ phải nghĩ cách để hai đứa nó sớm động phòng, thì mới có thể sinh cháu nội được. Lê Tuyết Tương nói: "Mẹ, hai người họ không chịu động phòng, mẹ có thể có cách gì?" Lê Tịnh Vi hiếu kỳ hỏi: "Một cô gái như con, đừng hỏi nhiều như vậy, mẹ tự có cách." Lê Tuyết Tương cảm thấy Lê Tịnh Vi còn nhỏ, không thích hợp nói nhiều về chuyện nam nữ. "Mẹ, con đã 18 tuổi rồi, không nhỏ nữa. Mẹ nói ra đi, nói không chừng hai chúng có thể cùng nhau nghĩ cách." Lê Tịnh Vi nói: "Không được, con đừng nghĩ mấy chuyện lung tung đó." Nhiệm vụ của con bây giờ là chăm chỉ học tập. Đương nhiên Lê Tuyết Tương sẽ không nói những chuyện nào với con gái. Chấm. Nguyễn Tú Hằng đang đánh chữ trong phòng, đột nhiên nhìn thấy Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai nắm tay đi vào, cũng giật mình. Lê Vĩnh Thiên, tối rồi anh còn đến phòng tôi làm gì? Nguyễn Tú Hằng có chút tức giận nói. Làm ơn cô nói rõ một chút được không? Đây là phòng của tôi và Nhược Mai, không phải phòng của cô, cô đừng chim cưu chiếm tổ chim khách lê vĩnh thiên thấy nguyễn tú hằng nói như vậy cũng không khách sáo tức giận nói lại nguyễn tú hằng bị lê vĩnh thiên chọc giận lúc này từ tiểu thuyết tỉnh lại không biết ngại ngùng nói xin lỗi là tôi nói sai rồi tối rồi hai người định đến phòng tôi làm gì sao cô hỏi những câu phí lời như vậy không động phòng vậy tôi đến phòng nhược mai làm gì lê vĩnh thiên nói được tôi lập tức dọn đi dọn đến phòng khác ở ngay nguyễn tú hằng biết điều mà nói sau đó bắt đầu dọn máy tính sách tay tú hằng thật ngại quá khi để cậu dọn ra ngoài thật ra chuyện này bất đắc dĩ chu nhược mai rất xin lỗi nói nhược mai cậu không cần ngại tớ hiểu mà thật ngại quá là tớ tớ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ chồng hai người nguyễn tú hằng cũng có chút tự giác biết mình ở cùng chu nhược mai thật sự đã ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng của chu nhược mai và lê vĩnh thiên đồ của nguyễn tú hằng cũng không nhiều chỉ có máy tính sách tay và mấy bộ quần áo, rất nhanh cô ấy đã thu dọn xong, sau đó liền đi ra khỏi phòng. Sau khi Nguyễn Tú Hằng ra khỏi phòng, thấy Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi vẫn còn ngồi trong phòng khách, liền chào hỏi hai người họ, sau đó dọn đến một phòng trống khác tiếp tục đánh chữ. Nguyễn Tú Hằng vừa đi, trong phòng chỉ còn chàng trai và cô gái là Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai. Trái tim của Chu Nhược Mai cũng đập thình thịch, tim đập như hươu chạy. Lẽ nào tối nay thật sự muốn động phòng? Nhược Mai, em đi tắm trước đi." Lê Vĩnh Thiên nói. "Được." Chu Nhược Mai lập tức đến tủ tìm một bộ quần áo để thay, sau đó đi vào phòng tắm để tắm. Hôm nay Lê Vĩnh Thiên cũng tìm thấy mẹ của mình, tâm trạng cũng luôn rất vui vẻ. Anh đã quyết định rồi, tối hôm nay sẽ cùng Chu Nhược Mai động phòng để cô sinh con, thỏa lòng mong ước của mẹ, để mẹ sớm ngày được ôm cháu nội. Chương 937 tâm sự khi Chu Nhược Mai tắm xong, Lê Vĩnh Thiên cũng không chờ kịp liền lấy quần áo đi tắm. Mà Chu Nhược Mai lên giường nằm, nằm trên giường trong lòng có rất nhiều tâm sự. Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi còn ngồi ở ngoài phòng khách một lúc, sau đó mới trở về phòng ngủ. Hai người họ từ lúc tối hôm qua đến bây giờ đều chưa được chợp mắt, trải qua một trận sinh tử bị kinh sợ như vậy, cũng thật sự quá buồn ngủ. Lần đầu tiên trong đời Lê Tịnh Vi được sống trong một căn phòng thoải mái như vậy. Rất nhanh cô ấy đã chìm vào giấc ngủ. Mà trước đây Lê Tuyết Tương gả vào nhà họ Long, cũng sống ở nhà lớn, nhưng bà ấy cũng thật sự quá mệt, cũng rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Chấm chấm. Trong phòng của Chu Nhược Mai. Một lúc sau, Lê Vĩnh Thiên đã tắm xong và bước ra khỏi nhà phòng tắm. Sau đó, Lê Vĩnh Thiên nhìn Chu Nhược Mai đang nằm trên giường, xoay lưng về phía mình. Lê Vĩnh Thiên cũng rất căng thẳng, im lặng đi đến và trèo lên giường sau đó lê vĩnh thiên lấy hết dũng khí nói nhược mai mẹ anh muốn ôm cháu nội nếu không chúng ta sinh một đứa cho bà ấy ôm đi vĩnh thiên em cũng rất muốn cùng anh có một đứa con nhưng bây giờ tâm trạng em không tốt trong lòng em rất loạn chu nhược mai nói nhỏ tại sao tâm trạng của em lại không tốt lê vĩnh thiên kinh ngạc hỏi bởi vì chu phi dương đã chết tuy cậu ấy là kẻ phản bội nhưng dù sao cũng là em họ cùng em lớn lên bây giờ cậu ấy đã chết Em cũng rất đau lòng." Chu Nhược Mai nói. Lê Vĩnh Thiên ngây người một lúc. Sau đó, Chu Nhược Mai lại nói, "Bây giờ cả nhà họ Chu đang chìm trong đau buồn, hôm nay em họ của em vừa chết, em không thể cùng anh làm chuyện này." "Anh hiểu được tâm trạng của em, nếu lúc này mà chúng ta làm chuyện này, quả thật không hợp, vậy thì để hôm khác đi." Lê Vĩnh Thiên cũng không miễn cưỡng. Anh cũng biết, hôm nay em họ của Chu Nhược Mai mới chết, khẳng định tâm trạng cũng không tốt không thích hợp làm chuyện vợ chồng hơn nữa anh còn là người giết em họ của cô ừ dù sao ngày tháng còn dài đã nhiều năm như vậy cũng không cần vội vàng trong nhất thời chu nhược mai nói đúng vậy tâm trạng hai người chúng ta phải vui vẻ mới có thể tạo người như vậy mới có thể sinh ra những đứa trẻ khỏe mạnh và thông minh lê vĩnh thiên nói ừ vĩnh thiên bây giờ đã tìm được mẹ của anh nhưng bây giờ một chút tin tức của mẹ ruột của em cũng không có Chu Nhược Mai. Anh đã cho tổ đặc công xe đầu cố gắng đi tìm rồi, không lâu nữa sẽ có tin tức thôi. Lê Vĩnh Thiên nói. Vậy thì tốt, đợi khi em tìm được mẹ ruột, thì mới thật sự là cả nhà đoàn tụ. Chu Nhược Mai nói. Có tổ đặc công xe đầu đi tìm, ngày cả nhà đoàn tụ sẽ không lâu đâu. Lê Vĩnh Thiên nói. Trường 938 muốn trả thù anh. Lúc này, ở Long Đô, nhà họ Ngụy. Hôm nay Ngụy Nhiêm ở bên cạnh quốc vương Long Quốc cả ngày, vừa về đến nhà liền gọi hai người con trai của mình là Ngụy Nguyên Trác và Ngụy Nguyên Tùng đến mật thất. bố, bố gọi chúng con đến mật thất là có chuyện gì? con trai lớn Ngụy Nguyên Trác hỏi. hôm nay cả nhà của em gái Ngụy Thái Phượng của các con đã bị Lê Vĩnh Thiên giết ở thành phố Vĩnh Thụy. Ngụy Nhiêm nói. bố, chúng con đã nhận được tin Lê Vĩnh Thiên lại dám giết con gái bố, thật là không để người vào mắt. Ngụy Nguyên Trác tức giận nói. bố lực lượng mà chúng ta trong tối đã đủ mạnh nếu không thì sớm nhân cơ hội này đảo chính đoạt lấy vị trí quốc vương long quốc sau đó giết lê vĩnh thiên báo thù rửa hận cho em gái con trai thứ ngụy nguyên, nguyên tùng hung hãn nói không thể hành động vội vàng chuyện nhỏ không nhìn sẽ loạn chuyện lớn bây giờ chưa phải là thời cơ ngụy nghiêm nói bố mấy năm nay chúng ta đã chiêu mộ rất nhiều cao thủ từ khắp nơi trong nước để nhà họ ngụy chúng ta dùng những người này đều là cao thủ của các phái đều là những cao thủ hiếm có, ai cũng có một thân tuyệt kỹ. Mà ngự lâm quân của quốc chủ Long Quốc ở phía Bắc đã bị diệt, chỉ còn đội ngự lâm quân do quan hồng dẫn đầu. Lúc này không phản, thì lúc nào? Ngụy Nguyên Tùng nói. Đúng vậy, bố, chỉ cần chúng ta dẫn những cao thủ có tuyệt kỹ này, đánh vào Long Cung, những thị vệ ở Long Cung căn bản không chống đỡ nổi, chúng ta có thể bắt sống quốc vương Long Quốc, dùng danh nghĩa của thiên tử để ra lệnh cho chư hầu. Ngụy Nguyên chắc nói các con đừng xem thường thị vị trong Long Cung. Tuy ngự lâm quân ở phía bắc của quốc vương Long Quốc đã bị hàn hồ diệt, nhưng ở trong Long Cung của quốc vương Long Quốc còn một lượng lớn thị vệ, những thị vệ này đều là cao thủ đỉnh cao nhất. Không có kế sách vẹn toàn, không nắm chắc thì tuyệt đối không thế hành động vội vàng. Ngụy Nghiêm nói, bố, mạng lưới cao thủ của chúng ta đều là cao thủ ẩn cư trên khắp cả nước, đều có kỹ năng riêng, ai cũng có thể đứng một mình một nơi. Tuy những thị vệ của quốc vương Long Quốc không yếu, nhưng bọn họ không có nhiều người như chúng ta khẳng định cũng không phải là đối thủ của chúng ta ngụy nguyên trác nói đúng vậy nếu bây giờ chúng ta không tạo phản thì khẳng định quốc vương long quốc sẽ để quan hồng huấn luyện thêm một số ngự lâm quân nữa đến lúc đó chúng ta càng khó ra tay hơn ngụy nguyên tùng nói tạo phản đó là tội chết có thể chém cả nhà đó mỗi bước đều phải cẩn thận và kín kẽ không được để lộ tiếng gió nào một chút bất cẩn kết cục của chúng ta sẽ giống như hàn hồ Nhà họ Trần ở thành phố Đà Lạt, cùng nhà họ Phan vậy, bị chém cả nhà. Chúng ta phải tính kế lâu dài, nghĩ ra kế sách vẹn toàn, nếu bây giờ chúng ta đảo chính thì quá vội vàng, cũng quá nguy hiểm, các con hiểu không?" Ngụy Nghiêm nói. Ngụy Nguyên Trác và Ngụy Nguyên Tùng thấy bố kiên quyết đảo chính bây giờ, chỉ có thể nói tất cả những chuyện này đều nghe bố sắp xếp. Chuyện mạng lưới cao thủ bí mật của chúng ta, nhất định phải tuyệt đối bảo mật, không được để lộ bất kỳ tin tức nào càng không thể để tổ đặc công xe đầu thấy bóng được và tìm được một chút manh mối nào. Ngụy Nghiêm lại nói: "Bố, bố cứ yên tâm, mạng lưới của chúng ta đều là những cao thủ hơn người, đều đã được sắp xếp ở một căn cứ bí mật, bọn họ không bao giờ ra ngoài, mỗi ngày đều luyện võ." Ngụy Nguyên chắc nói: "Những môn phái từ chối gia nhập nhà họ Ngụy chúng ta đều đã bị diệt, sẽ không có lộ ra tin tức nào đâu." Ngụy Nguyên tùng nói: "Ừ, rất tốt, nếu lộ ra chút tin tức nào Bị quốc phương Long quốc biết, chúng ta chưa hành động thì đã bị chém cả nhà. Cho nên chúng ta phải cẩn thận, không thể đi sai một bước nào." Ngụy Nghiêm nói. "Con đã hiểu, con cá duy nhất lọt lưới là con trai và con gái của môn chủ Đao Ma môn Diệu Vũ, ở vùng núi phía bắc." Ngụy Nguyên Tùng nói. "Làm sao lại để con trai và con gái của môn chủ Ma Đao môn chạy thoát?" "Sốt cuộc là chuyện gì?" Ngụy Nghiêm trầm giọng hỏi hơn hai tháng trước chúng còn dẫn cao thủ tuyệt đỉnh đến ma đao môn ở vùng núi phía bắc muốn mời ma đao môn gia nhập với chúng ta nhưng môn chủ ma đao môn cố chấp không chịu chết cũng không gia nhập với chúng ta không muốn cùng chúng ta mưu tính việc lớn vì để lộ tin tức chúng còn chỉ có thể diệt ma đao môn nhưng ma đao môn chủ ma đao môn là triệu vũ rất lợi hại ông ta chỉ dựa vào ma đao trong tay liều chết bảo vệ để con trai và con gái ông ta chạy thoát mười mấy cao thủ tuyệt đỉnh của chúng con cùng lên đánh với ông ta mấy trăm hiệp, chết và bị thương hơn 10 người, cuối cùng mới giết được Triệu Vũ. Nhưng đã để con trai và con gái ông ta chạy thoát. Lúc này Ngụy Nguyên Tùng mới kể lại chuyện đã xảy ra vào hai tháng trước với bố cậu ta. Bình thường Ngụy Nghiêm luôn ở trong triều, rất ít liên lạc với hai người con trai. Mà hai người con trai đa phần dành thời gian ở bên ngoài tìm cao thủ ẩn cư, cũng rất ít trở về. Con trai và con gái của môn chủ ma đao môn triệu vũ, tên là gì? Ngụy Nghiêm hỏi. Chương 939 con của Triệu Vũ. Con trai ông ta là Triệu Đình Vũ, con gái tên là Triệu Vũ Ngọc. Ngụy Nguyên Tùng đáp. Triệu Đình Vũ, Triệu Vũ Ngọc, Ngụy Nghiêm nhấn mày, dường như chưa bao giờ nghe ai đề cập đến tên hai người này. Đúng vậy, cha, chẳng lẽ cha chưa từng nghe đến tên hai người này sao? Ngụy Nguyên Tùng thở phào nhẹ nhõm, hỏi. Ngụy Nghiêm cố gắng suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói, cha nhớ ra rồi, ngày hôm nay khi em gái con gọi điện thoại cầu cứu cho cha từng nhắc đến tên hai người này cái gì em gái cũng biết hai người đó sao ngụy nguyên tùng cực kỳ kinh ngạc đúng em gái con nói cháu ngoại trai của con đỗ lượng chính là bị triệu đình vũ móc mất con mắt cuối cùng ngụy nghiêm cũng nhớ ra cha rốt cuộc đây là chuyện gì ngụy nguyên tùng lại hỏi tối hôm qua cháu ngoại của con lái xe khi say rượu đã xảy ra va chạm với một chiếc xe ba gác mà người phụ nữ lái xe ba gác kia chính là mẹ của Lê Vĩnh Thiên Lê Tuyết Tương, thế nhưng cháu ngoại trai của con không biết bà ta là mẹ của Lê Vĩnh Thiên, còn bắt bà ta bồi thường. Lê Tuyết Tương không có tiền bồi thường, cho nên đã xảy ra tranh chấp. Sau đó một đôi trai gái chạy tới, người đàn ông kia không nói thêm lời nào đã đánh cháu ngoại trai của con, khiến cho nó bị thương nặng, đồng thời đấm chảy máu mắt của nó. Hai anh em kia, trai tên là Triệu Đình Vũ, còn gái tên là Triệu Vũ Ngọc nghe em gái con nói thì hai anh em này là người từ nơi khác tới đây ngày hôm nay khi ngụy thái phượng gọi điện thoại cầu cứu ngụy nghiêm đã nói hết chân tướng sự việc cho ngụy nghiêm biết cho nên ngụy nghiêm cũng hiểu sơ qua tình hình vụ việc xem ra hai anh em này chính là con trai và con gái của môn chủ ma đao môn triệu vũ bằng không sao tên của bọn họ lại trùng hợp như vậy cũng được gọi là triệu đình vũ và triệu vũ ngọc chứ ngụy nguyên tùng đáp đúng vậy cả nhà em gái con chính là bị triệu đình vũ hại chết. Nếu không phải vì triệu đình vũ đấm nát đôi mắt của cháu ngoại con, thì em gái con cũng sẽ không bắt mẹ và em gái của Lê Vĩnh Thiên đến lầu lạn vĩ để móc mắt họ. Nếu em gái con không bắt mẹ và em gái của Lê Vĩnh Thiên, thì Lê Vĩnh Thiên cũng không phải quân đội đến tiêu diệt cả nhà em gái con. Ngụy Nghiêm đáp, nào có đạo lý đấy, trước đây để cho anh em triệu đình vũ chạy trốn, không nghĩ tới tương lai anh ta khiến cả nhà em gái chết hết. Ngụy Nguyên Tùng tức giận nói đây chính là thả hổ về rừng dẫn tới hậu quả khôn lường nếu như trước đây lúc các con tiêu diệt ma đao môn phải nhổ cò tận gốc giết hết tất cả bọn họ thì cả nhà em gái con sẽ không bị giết hết rồi ngụy nghiêm trả lời anh em triệu đình vũ phải chết ngụy nguyên tùng hung hăng đáp triệu đình vũ đã giết em gái con anh em bọn chúng mà còn sống thì khó mà hóa giải mối hận trong lòng con ngụy nguyên chắc cũng nói dù là để trả thù cho em gái các con hay là vì kế hoạch sự nghiệp lớn lao của chúng ta triệu đình vũ và triệu vũ ngọc đều phải chết chỉ có người chết thì mới không để lộ mọi chuyện ngụy nghiêm đáp cha lần này nhất định con sẽ phái một người xuất sắc ra đến giết sạch bọn họ cha hãy yên tâm bây giờ hai anh em nhà đấy đang ở chỗ nào ngụy nguyên tùng hỏi thời điểm ngày hôm nay cha và quốc vương long quốc ở sân bay quân sự thành phố đà lạt Thấy người của Lê Vĩnh Thiên mang theo hai người bị thương, trong số đó có một người là nam, hẳn là Triệu Đình Vũ rồi. Chắc chắn Lê Vĩnh Thiên đang được chữa trị tại bệnh viện thành phố Đà Lạt. Ngụy Nghiêm đáp: "Quá tốt, chỉ cần biết tung tích của bọn họ, vậy mọi chuyện dễ xử lý rồi." Ngụy Nguyên Tùng nói: "Bọn họ ở bên trong bệnh viện quân y, nơi này canh gác tương đối nghiêm ngặt, nhất định làm chuyện gì cũng phải cẩn thận, chớ để vì chút chuyện nhỏ khiến mọi chuyện trở nên to hơn." Ngụy Nghiêm dặn dò: không sao đâu, người giỏi của Điện Thiên Cang còn nhiều mà, những người tài ba khác biệt cũng không ít, có thể giết sạch tàn dư của ma đao môn, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngụy Nguyên Tùng đáp, những năm gần đây mạng lưới cao thủ dưới tay người nhà họ Ngụy càng không ngừng lớn mạnh, bí mật thành lập một tổ chức mới, tổ chức này gọi là Điện Thiên Cang. Con lúc nào cũng luôn khinh địch, điều này rất không tốt. Con đừng có mà quên, Triệu Đình Vũ còn là con trai của môn chủ ma đao môn không phải con từng nói người của ma đao môn rất lợi hại sao ngụy nghiêm đáp môn chủ ma đao môn triệu vũ cũng bị chúng ta giết chết ma đao của ông ta đã rơi vào trong tay chúng ta tuy triệu đình vũ là con trai của môn chủ ma đao môn thế nhưng anh ta không có ma đao thì có thể lợi hại đến mức nào ngụy nguyên tùng nói vẫn nên cẩn thận là tốt nhất để chắc chắn mọi chuyện xảy ra được như ý muốn nhất định mọi hành động và kế hoạch cần toàn diện không thể quấy dày đến những người khác để cho họ chú ý tới tổ chức trong bóng tối của mình. Lần này nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, lén lút giết chết hai người kia, để tránh cho bọn họ tiết lộ những bí mật không nên nói, ảnh hưởng đến sự nghiệp vĩ đại của chúng ta." Ngụy Nghiêm đáp. "Cha, con biết rồi, cha cứ yên tâm giao mọi chuyện để con đi làm." Ngụy Nguyên Tùng trả lời. "Được, trừ cái đó ra, còn có một người con nhất định phải giết nữa." Ngụy Nghiêm đáp. "Còn có ai phải giết nữa sao?" Ngụy Nguyên Tùng hỏi. Công an trưởng của thành phố Vĩnh Thụy, Trương Cường, Ngụy Nghiêm nói: "Trương Cường là người của chúng ta, tại sao phải giết anh ta?" Ngụy Nguyên Tùng kinh ngạc hỏi. "Bởi vì vụ án của em gái con, anh ta là nghi can quan trọng nhất của vụ án, đã bị Lê Vĩnh Thiên bắt. Mà một khi Lê Vĩnh Thiên bắt anh ta, nhất định sẽ dùng những thủ đoạn tra hỏi nghiêm khắc. Cha sợ anh ta không chịu đựng được, sẽ khai ra hết người của chúng ta, đến lúc đó sẽ mang đến tổn thất nặng nề. Vì vậy, Trương Cường phải chết." Ngụy Nghiêm đáp, con hiểu, trong bộ phận tra hỏi có người của chúng ta đã từng sắp xếp vào. Con sẽ thông báo cho người của chúng ta, giết chết anh ta trước. Ngụy Nguyên chắc cũng nói, được, chuyện thu dọn trương cường, cha cứ giao cho các con đi làm. Càng nhanh càng tốt, tránh để đêm dài lắm mộng, Ngụy Nghiêm nói tiếp. Vâng, Ngụy Nguyên chắc gật đầu. Trong bệnh viện quân y, tại thành phố Đà Lạt. Bởi vì Triệu Vũ Ngọc mệt mỏi quá, nên ngủ từ lúc nào không biết. Mà Triệu Đình Vũ và Lại Nhi, trai chưa vợ gái chưa chồng cùng ở trong một phòng bệnh, khiến bầu không trở nên xấu hổ. Triệu Đình Vũ, bản lĩnh của anh không tệ đấy, lấy một địch 10, rốt cuộc thì anh là ai? Lại Nhi vì không muốn bầu không khí như vậy, đành phá vỡ tình huống xấu hổ, hỏi: "Tôi, tôi chỉ là một công dân bình thường." Triệu Đình Vũ không nghĩ tới đột nhiên lại Nhi lại hỏi vấn đề này, có phần không kịp chuẩn bị. Chương 940 Công dân bình thường công dân bình thường sao, tại sao lại có bản lĩnh lợi hại như vậy chứ? Lại Nhi tiếp tục hỏi. Lẽ nào cô chưa từng nghe nói đến chữ cao thủ ngoài xã hội, sao? Từ nhỏ tôi đã tập võ, thì đương nhiên bản lĩnh không thể bình thường rồi. Triệu Đình Vũ đáp. Hai tháng trước, mà đào môn bị một nhóm cao thủ võ lâm không rõ lai lịch diệt môn, cha anh ta vì bảo vệ cho anh ta và em gái được chạy trốn, đã quyết đấu sinh tử với hơn 10 người cao thủ võ lâm, thì anh ta mới có thể dẫn theo em gái mình Triệu Vũ Ngọc chạy thoát ra ngoài. Thật vất vả mang theo em gái trốn thoát được, đương nhiên anh ta sẽ không tùy tiện để lộ ra thân phận của mình, tránh cho nhóm cao thủ võ lâm kia để mắt tới, lại tiếp tục đuổi giết bọn họ. "Vậy anh ở môn phái nào?" Lại Nhi lại hỏi. "Tôi không môn không phái, tự thân một mình." Triệu Đình Vũ đáp. "Không thể nào, nếu không có ai dạy anh thì không có khả năng anh đạt đến trình độ như vậy. Đến tột cùng anh từ đâu tới?" lại nhi hỏi đến cùng tôi từ núi phía bắc tới đây triệu đình vũ đành trả lời một nơi xa như phương bắc lại chạy tới nơi này làm cái gì lại nhi hỏi không ngừng chúng ta ở đó quá nghèo khổ tôi và em gái mình chạy tới đây tìm kiếm công ăn việc làm mà triệu đình vũ nói lại nhi cảm thấy lời của triệu đình vũ cũng rất có lý cho nên không hỏi thêm nữa cô ấy chỉ tò mò triệu đình vũ tập võ ở chỗ nào nhưng mà triệu đình vũ không chịu nói sự thật thì cô ấy cũng không tiện ép hỏi triệu đình vũ nhìn lại nhi không nói nữa anh ta hỏi cô cô gia nhập tổ đặc công xe đầu từ khi nào vậy không thể trả lời câu hỏi này lại nhi dứt khoát từ chối trả lời chuyện cô ấy gia nhập vào tổ đặc công xe đầu đó là chuyện cực kỳ bí mật chỉ là vì hôm nay cứu mẹ của hộ soái lê cho nên mới không tiếc nói thân phận của mình cho người của nhà họ đỗ biết tôi là người trong tổ đặc công xe đầu anh không thể tùy tiện nói cho người khác biết, có nghe thấy không? Lại Nhi hung dữ nói. Nghe thấy rồi, triệu đình vũ đáp. Tiếp theo, hai người không biết nên nói với nhau chuyện gì nữa, bầu không khí lại rơi vào yên tĩnh. Hai người Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai cũng tâm sự cùng nhau một lúc, rồi mới chuẩn bị đi ngủ. Tuy hai người cùng nằm trên một giường, nhưng cũng chẳng làm chuyện gì khác. Bởi vì Chu Phi Dương chết, ảnh hưởng đến tâm trạng của Chu Nhược Mai mà Lê Vĩnh Thiên tôn trọng ý của cô, nên anh không có ép buộc. Lần này không có ai tới quấy giày, hai người chủ động đi ngủ. Vừa mới dạng sáng hôm sau, Lê Vĩnh Thiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Anh cầm điện thoại di động lên và nhìn vào màn hình, là Phạm Cương gọi tới. Mới sáng sớm có chuyện gì gấp đã gọi điện thoại đến cho tôi vậy? Lê Vĩnh Thiên không nhịn được mà hỏi. Hộ soái bộ phận tra hỏi vừa mới gọi điện thoại tới, Trương Cường đã chết phạm cương trả lời cái gì cơ sao trương cường lại chết được lê vĩnh thiên kinh ngạc hỏi người bên bộ phận tra hỏi nói là do cơ thể trương cường quá yếu ớt không chịu đựng được sử dụng hình cụ cho nên chết ngay phạm cương đáp lại sao có thể chuyện này không hề đơn giản như vậy tôi nghi ngờ có người lo lắng lời khai của trương cường sẽ ảnh hưởng đến người đó cho nên giết người bịt đầu mối lê vĩnh thiên nói anh thiên vụ án này chúng ta nên điều tra thế nào phạm cương hỏi tiếp tối hôm qua có những ai tham gia vào việc tra hỏi trương cường điều tra cho tôi lê vĩnh thiên đáp vâng phạm cương trả lời rõ ràng sau đó lê vĩnh thiên tắt điện thoại chu nhược mai cũng bị đánh thức vĩnh thiên mới sáng sớm đã có ai gọi điện thoại đến cho anh thế chu nhược mai hỏi phạm cương gọi điện thoại tới lê vĩnh thiên trả lời à chu nhược mai hiểu được mới sáng sớm mà phạm cương đã gọi điện thoại đến cho lê vĩnh thiên thì chắc chắn có chuyện rất quan trọng phải báo với anh, nên cô không hỏi tiếp nữa. Tiếp theo, hai người Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai cùng thức dậy. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, hai người bước ra khỏi phòng. Tiếp đó, hai người cùng thấy Lê Tuyết Tương đang bận rộn trong phòng bếp. Chương 941 bữa sáng. "Mẹ à, tại sao mẹ lại dậy sớm như vậy?" Chu Nhược Mai hỏi. "Mẹ dậy làm bữa sáng cho hai con." Tiêu Tuyết Tương nói mẹ không cần phải vất vả như vậy nữa sau này cứ để con với lê vĩnh thiên làm là được chu nhược mai nói tiêu tuyết tương nói tụi con còn trẻ phải làm rất nhiều việc lớn thường ngày mệt mỏi rồi công việc nấu ăn sáng này không cần tụi con làm đâu tiêu tuyết tương nói tại sao chúng ta không muốn ai đó nấu ăn cho chúng ta chu nhược mai nói không cần đâu chuyện nấu cơm này chúng ta có thể tự làm không cần thuê người nếu thuê ai đó làm hết mọi thứ mẹ sẽ rất nhàm chán vì không có gì để làm tiêu tuyết tương nói được rồi nhược mai nếu mẹ anh đã sẵn lòng làm việc nhà hãy để bà ấy làm bà ấy thích bận rộn nếu không làm việc sẽ cảm thấy không thoải mái lê vĩnh thiên nói được rồi nếu anh không có ý kiến gì thì được thôi chu nhược mai nói khi mọi người chuẩn bị ăn sáng lê tịnh vi và nguyễn tú hằng cũng đã dậy sau đó mọi người cùng nhau ăn sáng anh à khi nào em có thể đi học ở thành phố Đà Lạt?" Lê Tịnh Vi vừa ăn vừa hỏi. Bởi vì thời gian trước có chiến tranh nên các trường học ở thành phố Đà Lạt đã phải đóng cửa. Và bây giờ chiến tranh kết thúc, tất cả các ngành nghề xã hội dần trở lại bình thường và các trường học sẽ bắt đầu hoạt động trong vài ngày tới." Lê Vĩnh Thiên nói. "Vậy thì tốt quá, em còn nghĩ sẽ phải đợi rất lâu." Lê Tịnh Vi nói. "Giáo dục là ưu tiên hàng đầu, chúng ta không được đợi quá lâu." Lê Vĩnh Thiên nói vĩnh thiên hiện tại đà lạt thành đang bị chiến hỏa tập đoàn galaxy cũng bị đối phương tấn công tên lửa đã phá hủy đi thành đà lạt bách tính đang chờ xem lúc này sẽ được xây dựng lại vậy chu nhược mai lúc này cũng hỏi kẻ thù vừa xóa sổ thành phố đà lạt chúng là những kẻ xâm lược và chiến tranh vẫn chưa kết thúc hoàn toàn có thể sẽ quay trở lại bất cứ lúc nào việc cấp thiết nhất là xây dựng lại thành phố đà lạt để chống lại kẻ thù ngoại bang lê vĩnh thiên nói được rồi Mặc dù Chu Nhược Mai rất muốn xây dựng lại tập đoàn Galaxy, nhưng tất nhiên, việc gấp rút của quốc gia bây giờ là đánh đuổi kẻ thù rút lui trước khi đất nước gặp nạn. "Em gái ơi, sau bữa sáng anh sẽ đưa em đến thăm một cô giáo mới của em nhé." Cô Lý, Lê Vĩnh Thiên nói. "Dạ vâng," Tiêu Tịnh Vi nói. Sau bữa sáng, Lê Vĩnh Thiên đưa Tiêu Tuyết Tương và Tiêu Tịnh Vi cùng với Chu Nhược Mai đến gặp cô giáo Lý Dung. Còn Nguyễn Tú Hằng thì ở nhà gia đình Lý Dung rất vui mừng khi thấy cả nhà hộ soái bảo vệ đất nước Lê Vĩnh Thiên đến thăm nhà. Mặc dù Lê Vĩnh Thiên là học trò của Lý Dung, nhưng bây giờ là Lê Vĩnh Thiên đã là hộ soái bảo hộ số 1 của Đại Long Vương, thật vinh dự khi được hộ soái đến thăm. Sau một vài lời giới thiệu, mọi người cũng đã thân với cô giáo Lý Dung. Cô giáo cũng biết Tiêu Tuyết Tương là mẹ của Lê Vĩnh Thiên và Tiêu Tịnh Vi là em gái của Lê Vĩnh Thiên. Em gái của tôi sau này sẽ giao cho cô Lý dạy dỗ, nhờ cô chỉ dạy cho em của tôi lê vĩnh thiên nói tôi sẽ cố gắng hết sức để dạy cô bé cô giáo lý dung nói vậy thì rất cảm ơn cô lý lê vĩnh thiên nói phá thiên tại sao tiểu lưu không đến đây hồng liên hỏi vào lúc này bà ấy đã không gặp được bạn trai của con gái mình kể từ khi từ thành phố đà lạt trở về và bà ấy rất nhớ lưu đại thông thưa gì gần đây chiến tranh liên miên có rất nhiều binh sĩ đang bị thương lưu đại thông là một bác sĩ quân y nên phải ở lại chữa trị bây giờ có quá nhiều người bị thương cậu ấy bận đến mức không thể ra ngoài được lê vĩnh thiên giải thích ừ gì hoàn toàn hiểu đợi khi nào cậu ta rảnh thì hãy dẫn cậu ấy về gặp chúng tôi nhé hồng liên nói nhất định ạ à, nếu cậu ta không dám đến tôi sẽ ra lệnh cho cậu ấy về gặp cô giáo lý lê vĩnh thiên mỉm cười anh ấy muốn thì tới không muốn thì thôi anh sao lại có thể ra lệnh cho anh ấy tới chứ Lý Gia Huy đỏ mặt nói. Tôi đang nói đùa, cậu ấy cũng muốn tới lắm, nhưng mà thân bất do kỷ, cậu ấy thực sự bất lực và chắc chắn sẽ chạy đến khi cậu ta có thời gian rảnh rỗi một chút Lê Vĩnh Thiên nói. Lan quốc phái đến các sứ giả đến Long Đô vào ngày hôm nay, họ đang tiến vào Long Cung và yêu cầu quốc vương Long Quốc phải đầu hàng. Quốc vương Long Quốc và văn võ bá quan đang thảo luận với các sứ giả Lang quốc trong Long Cung. Sau nhiều lần nói chuyện, bàn bạc, cuối cùng nhóm sứ giả Lang quốc đã thông qua quốc vương Lang quốc đồng ý quyết định bồi thường khoản rất lớn cho Long quốc và cống nạp hàng năm. Ngoài ra, quân đội Long quốc còn có thể vào Lang quốc để xây dựng các căn cứ quân sự để hỗ trợ Lang quốc chống lại kẻ thù nước ngoài. Sau khi thảo luận, các sứ giả của Lang quốc đã ký vào hiệp ước đầu hàng. Chương 942 Hiệp ước đầu hàng. Ngay sau khi hiệp ước đầu hàng được ký kết, Lang quốc đã trở thành thuộc địa của Long quốc trong những năm gần đây lang quốc đã nhiều lần xâm lược long quốc nhưng đều bị lê vĩnh thiên thống lĩnh quân đội long quốc đánh bại lần này chúng trở thành một con chim sợ hãi bị lê vĩnh thiên thống lĩnh chiến đấu cơ tấn công chúng sợ hãi đến mức trực tiếp đầu hàng và sẵn sàng làm nước thuộc địa lang quốc chính thức đầu hàng ngay tin tức được loan ra long quốc có ngày quốc khánh dân chúng lại vội vàng kể lại còn các nước nước liệp ưng nước cử hùng và nước dẫn giao thì tâm trạng đang hoảng loạn bởi vì họ đã mất đi một quốc gia liên minh, họ không biết Long Quốc tiếp theo sẽ nhắm tới ai. Sau khi Lê Vĩnh Thiên đến thăm cô giáo Lý Dung, anh đã dẫn Chu Nhược Mai, Tiêu Tuyết Tương và Tiêu Tịnh Vi đến bệnh viện quân đội để thăm Triệu Đình Vũ và Lại Nhi. Triệu Đình Vũ và Lại Nhi đương nhiên rất vui khi thấy Lê Vĩnh Thiên, Chu Nhược Mai, Tiêu Tuyết Tương và Tiêu Tịnh Vi lại đến. Đặc biệt Lại Nhi với tư cách là một thành viên của quân đội, Cô được hộ soái bảo vệ quốc gia số 1 của Đại Long quốc nhiều lần tới thăm là một niềm vinh dự lớn với cô. Tại sao hộ soái lại đến vậy?" Lại Nhi kích động nói. "Sao vậy, không chào đón tôi à?" Lê Vĩnh Thiên mỉm cười. "Không, không phải, anh là hộ soái bảo vệ quốc gia số 1 của Đại Long quốc trăm công ngàn việc. Còn tôi chỉ là nhân viên trong tổ đặc công xe đầu mà lại phiền anh mỗi ngày tới thăm, thật ngại quá." Lại Nhi nói. "Cô vì cứu mẹ và em gái tôi mà bị thương nặng tôi cần phải đến thăm cô nhiều hơn lê vĩnh thiên nói hộ soái khách sáo quá chuyện tôi phải làm mà lại nhi nói cô phải mau bình phục lại chấn thương trong tương lai vẫn còn nhiều nhiệm vụ chờ cô hoàn thành lê vĩnh thiên nói hộ soái hiện tại lang quốc đã chính thức ký vào lá thư đầu hàng với đại long quốc vĩ đại của chúng ta chúng ta có thể đóng quân đến lang quốc tôi muốn tới lang quốc để làm việc lại nhi nói hãy nói về nó khi nào cô bình phục chấn thương lê vĩnh thiên nói trong lúc lê vĩnh thiên trò chuyện với lại nhi thì chu nhược mai tiêu tuyết tương và tiêu tịnh vi cũng đang trò chuyện với triệu đình vũ triệu đình vũ anh đã khỏe hơn chưa chu nhược mai hỏi chị nhược mai tôi đã khỏe hơn nhiều rồi triệu đình vũ nói ừ vậy thì tôi có thể yên tâm rồi cậu nhất định phải yên tâm điều trị vết thương của mình chu nhược mai nói nhất định ạ à sau khi bình phục lại chấn thương tôi muốn làm nhân viên bảo vệ cô triệu đình vũ nói được thôi không thành vấn đề sau khi vết thương của anh được chữa khỏi tập đoàn galaxy có lẽ cũng sẽ bắt đầu xây dựng lại chu nhược mai nói nhà họ chu hôm nay nhà họ chu tổ chức tang lễ cho chu phi dương cả nhà họ chu chìm trong đau thương vì chu phi dương bị xử tử vì tội phản bội đất nước nên không ai đến chia buồn mà chỉ có một số người thân Đám tang của Chu Phi Dương lạnh lẽo hoang tàn, nhà họ Chu càng thêm đau buồn. "Thế Huy, con đã thông báo cho Nhược Mai chưa?" Bà cụ Chu không thấy Chu Nhược Mai đến chia buồn nên liền hỏi. "Mẹ, con đã thông báo cho con bé vào tối qua rồi." Chu Thế Huy nói. "Phi Dương chuẩn bị đi chôn cất rồi, sao nó còn chưa tới?" Bà cụ Chu lại hỏi. "Con bé có thể sẽ không đến đây," Chu Thế Huy nói. "Tại sao?" Bà cụ Chu kinh ngạc hỏi con bé có thể nghĩ rằng mình là hộ soái phu nhân còn phi dương lại bán nước cầu vinh với thân phận của con bé ấy không thích hợp tới đây để chia buồn chu thế huy nói thật có láo xược chu nhược mai này dựa vào ưu thế phu nhân hộ soái của mình đã bắt đầu trở nên lãnh đạm và tàn nhẫn dù thế nào đi nữa em trai phi dương của nó cũng sắp đi chôn cất rồi vậy mà nó lại không đến tiễn biệt em trai mình lần cuối cùng không còn tình người rồi bà cụ chu nói chương 943 ai cũng sẽ thay đổi. Mẹ, con người sẽ thay đổi, bây giờ là Chu Nhược Mai đã không còn là Chu Nhược Mai như trước nữa Kim Ngọc nói. Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai, đôi cầu nam nữ đó, nhà họ Chu của chúng ta không đội trời chung với họ. Bà cụ Chu Hung giữ nói. Lê Vĩnh Thiên và Chu Nhược Mai, Tiêu Tuyết Tương, Tiêu Tịnh Vi đang trò chuyện với Lại Nhi và Triệu Đình Vũ trong phường thì điện thoại di động của Lê Vĩnh Thiên đổ chuông anh lấy điện thoại di động ra thấy là cuộc gọi từ long cung gọi đến nên vội vàng trả lời hộ soái lê tôi là quốc vương long quốc giọng nói của quốc vương long quốc truyền qua điện thoại lê vĩnh thiên vội vàng đứng ngay tại chỗ một cách nghiêm trang nói quốc vương long quốc xin hãy chỉ thị hộ soái lê lang quốc vừa ký vào thư đầu hàng chúng ta có thể đưa quân đến lang quốc xây dựng các căn cứ quân sự thành lập liên minh chiến lược với lang quốc quốc vương long quốc nói Vậy thì tốt quá, chỉ cần có thể lập một liên minh chiến lược với Lang Quốc, cánh cổng phía Tây của Long Quốc chúng ta sẽ không cần lo lắng nữa. Lê Vĩnh Thiên nói, đúng vậy, lần này có thể khiến cho Lang Quốc trực tiếp đầu hàng đại Long Quốc của chúng ta. Hổ Soái là người có công lớn nhất, quốc vương Long Quốc nói. Quốc vương Long Quốc quá khen, đây đều là nhờ vào uy lực của quốc vương Long Quốc nên mới khiến họ khiếp sợ. Lê Vĩnh Thiên nói hộ xoái lê, chúng ta đừng nói tâng bốc đối phương về nhau nữa. Chúng ta hãy nói tới việc chính đi, anh cho rằng, chúng ta nên gửi những binh mã nào tới lang quốc. Và làm thế nào để xây dựng căn cứ của chúng ta ở lang quốc đây? Quốc phương Long Quốc, vấn đề này cần phải được thảo luận về lâu dài và làm ra một kế hoạch tổng thể. Thật sự chúng ta không thể xác định được trong thời gian ngắn thế này. Lê Vĩnh Thiên nói, được rồi, chấm quyết định ngày mai triệu tập ngũ đại hộ soái của Đại Long Quốc tập trung ở Long Cung. Nhằm bàn bạc kế hoạch gửi ra đại quân đánh dẹp nước địch và vấn đề đóng quân ở Lang Quốc. Quốc phương Long Quốc nói. Quốc vương Long Quốc, sao lại gửi quân vội vàng như vậy? Lê Vĩnh Thiên không ngờ rằng quốc vương Long Quốc vẫn khăng khăng muốn gửi quân với thái độ gấp gáp như vậy. Tất nhiên, trong lễ tuyên thể của chúng tôi chỉ có thể cho phép Lang Quốc đầu hàng, còn bốn vương quốc kia khác không hề có động tính. Ta đã nói trong buổi lễ tuyên thệ rằng những ai xâm phạm Đại Long quốc vĩ đại của ta sẽ bị trừng phạt. Chúng ta phải báo thù cho các quân sĩ đã chết, nếu chúng ta không hành động gì, các nước đối phương sẽ cho rằng ta chỉ có sấm sét chứ không có mưa gió, chỉ mắng nhiếc thôi là xong chuyện." Quốc phương Long Quốc nói. Quốc Vương Long Quốc đã nói như thế, tôi cũng cho rằng nhất định phải làm như vậy mới được." Lê Vĩnh Thiên cũng cảm thấy rằng vì Quốc Vương Long Quốc đã lên tiếng trước công chúng trong buổi tuyên thệ nhậm chức nên ngài ấy nhất định phải hành động, nếu không sẽ bị người khác đánh giá thấp. Vậy thì mời hộ soái Lê ngày mai đến Long Cung để thảo luận với các hộ soái khác về kế hoạch lớn để đánh bại kẻ thù. Quốc phương Long Quốc nói. Vâng, quốc phương Long Quốc có mệnh lệnh, Lê Vĩnh Thiên không dám không làm theo. Chấm theo kế hoạch của Ái Khanh, ta đã phát biểu vô cùng độc đoán tại Đại hội Tuyên Thệ. Bây giờ khó mà đi leo xuống, cho nên ta nhất định phải hành động để cho kẻ địch biết sợ là gì. Quốc Phương Long Quốc nói. Mạc tướng đã hiểu, tất nhiên, Lê Vĩnh Thiên biết rằng mục đích của buổi lễ tuyên thệ này là để gian đe đất nước kẻ thù. Nếu không thể khiến cho nước địch không đánh mà chịu thua thì chỉ có thể theo lệnh của Quốc Phương Long Quốc mà làm. Đưa quân đi đóng đô. Sau khi cúp điện thoại, Lê Vĩnh Thiên nói, Lại Nhi, Đình Vũ, tôi có chuyện phải đi trước, hẹn gặp lại lần sau. Hộ soái, anh cứ làm việc của mình đi, không cần lo lắng cho tôi. Lại Nhi nói đúng vậy anh hộ soái bảo vệ quốc gia số một của đại long quốc bận trăm ngàn việc quân như vậy không cần ngày nào cũng tới gặp chúng tôi triệu đình vũ nói vĩnh thiên tại sao lại vội vàng rời đi như thế chu nhược mai hỏi anh vừa nhận được một cuộc gọi từ quốc vương long quốc có một việc đặc biệt quan trọng cần phải làm lê vĩnh thiên nói nếu là thế chúng ta hãy đi ngay bây giờ chu nhược mai nói ừ chúng bây giờ phải về ngay thôi không thể trì hoãn con được tiêu tuyết tương cũng nói vũ ngọc canh giữ ở đây đã một ngày một đêm chắc cô ấy rất mệt đưa cô ấy về nhà chúng ta nghỉ ngơi đi lê vĩnh thiên thấy triệu vũ ngọc có vẻ mệt mỏi và phờ phạc vì vậy anh muốn cô ấy nghỉ ngơi ở nhà riêng của mình tôi không đi được nếu tôi đi thì ai sẽ chăm sóc cho anh trai và chị lại nhi của tôi triệu vũ ngọc nói tôi sẽ sắp xếp để một người nào đó chăm sóc cho cả hai lê vĩnh thiên nói anh định thu xếp ai để chăm sóc anh trai tôi và lại nhi? Triệu Vũ Ngọc hỏi. Chương 944 sắp xếp. Tôi sẽ sắp xếp một nhân viên của đội đặc công xe đầu để chăm sóc anh trai của cô và lại nhi. Lê Vĩnh Thiên nói. Sắp xếp nhân viên tổ đặc công xe đầu, làm như vậy liệu có lãng phí nhân lực không? Triệu Vũ Ngọc nói. Không sao, anh trai cô và lại nhi đã bị thương vì cứu mẹ và em gái tôi. Cho nên họ phải được chăm sóc tốt hơn là đúng mà hơn nữa anh trai cô và lại nhi đều bị thương cũng cần người bảo vệ vậy nên cho người của tổ đặc công xe đầu tới bảo vệ là thích hợp nhất lê vĩnh thiên nói bệnh viện quân sự ở đây được bảo vệ nghiêm ngặt vậy thì cần gì phải bảo vệ chứ triệu vũ ngọc nói thành phố đà lạt mặc dù không còn là quân địch nhưng nó vẫn đang trong tình trạng chiến tranh có thể có kẻ thù lợi dụng việc lại nhi bị thương nặng sẽ lẻn vào bệnh viện để ám sát cô ấy do đó bất kể chúng ta có ở đâu và khi nào thì cũng không được xem nhẹ nó lê vĩnh thiên nói được rồi vì hộ soái lê đã sắp xếp ổn thỏa như vậy người tới chăm sóc cho anh trai và chị lại nhi lại lợi hại như thế tôi có thể yên tâm về nhà nghỉ ngơi rồi triệu vũ ngọc nói vậy thì về đi lê vĩnh thiên nói được rồi anh ơi chị lại nhi em về trước đây bữa sau em lại tới thăm triệu vũ ngọc nói về đi nghỉ ngơi thật tốt vào Triệu Đình Vũ nói, đi về cẩn thận, không cần ngày nào cũng tới thăm tụi tôi đâu. Lại Nhi nói, vậy là sau đó, Lê Vĩnh Thiên, Chu Nhược Mai, Tiêu Tuyết Tương, Tiêu Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc rời bệnh viện quân y. Sau khi rời khỏi bệnh viện quân y, Chu Nhược Mai nhìn thấy quần áo của Tiêu Tuyết Tương, Tiêu Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc tương đối cũ nên cô nói với Lê Vĩnh Thiên, Vĩnh Thiên, em muốn dẫn mẹ, em gái và Vũ Ngọc tới trung tâm mua sắm để mua một số quần áo mới. Được rồi, em cứ dẫn họ đi đi, quần áo không cần mua quá đắt tiền, chỉ cần vừa vặn là được. Lê Vĩnh Thiên cũng cảm thấy quần áo của họ đã quá cũ, cần phải đi mua quần áo mới. Là một hộ soái bảo vệ quốc gia số một của Đại Long Quốc. Nếu mẹ và em gái mặc quần áo quá tồi tàn, người ta có thể sẽ nghĩ rằng anh đang ngược đãi bọn họ. Anh không định đi mua quần áo với tụi em sao? Chu Nhược Mai nói. Không được, anh phải gấp rút đến khu vực chiến đấu phía Nam rồi, chuyện mua quần áo anh giao cho em, em giỏi nhất việc này mà, Lê Vĩnh Thiên sợ nhất là mua quần áo với phụ nữ. Thử hết cái này tới cái kia, nhất định sẽ lãng phí rất nhiều thời gian để thử từng cái một. Anh ấy chọn bay từ khu vực chiến đấu phía nam đến Long Dô thay vì đáp chuyến bay từ sân bay Đà Lạt đến Long Đô. Anh ấy muốn đến Long Đô cùng với Trấn Nam hộ soái Trần Kiệt. Bởi vì Trần Kiệt là một trong ngũ đại hộ soái của Đại Long Quốc ở khu vực chiến đấu phía Nam nên chắc chắn cậu ta hẳn đã nhận được lệnh triệu tập gấp rút của quốc vương long quốc để đi long đô họp mặt anh phải đi gấp vậy sao chu nhược mai không nỡ chia ly ừ sáng sớm ngày mai quốc vương long quốc sẽ mở cuộc họp ở long cung anh không thể đến muộn trong đêm nay anh phải nhanh chóng đến long đô để chuẩn bị sẵn sàng lê vĩnh thiên nói vậy được thôi anh hãy bảo trọng chu nhược mai nói em cũng phải bảo trọng nhớ giúp anh chăm sóc mẹ em gái và vũ ngọc nhé lê vĩnh thiên nói em hứa với anh anh yên tâm đi chu nhược mai nói mẹ em gái vũ ngọc mọi người phải bảo trọng con lần này đến long đô và sẽ trở về sớm thôi lê vĩnh thiên nói vĩnh thiên con đi đi không cần lo lắng mẹ và các con sẽ biết tự chăm sóc bản thân tiêu tuyết tương nói anh à anh mau đi đi anh nhớ bảo trọng lê tịnh vi nói sau khi chào tạm biệt Lê Vĩnh Thiên đã sắp xếp một nhóm thị vệ ở lại để bảo vệ Chu Nhược Mai, Tiêu Kiệt Tương và những người khác. Sau đó, anh dẫn Hà Ngọc Vinh đến khu vực chiến đấu phía nam. Lê Vĩnh Thiên nhớ lại lần trước khi anh đến lãnh địa phía tây để chiến đấu, anh đã không để thị vệ bảo vệ gia đình của mình, cho nên cha nuôi Dương Văn Đoàn mới bị giết bởi nhà họ Phùng. Đó là một bài học xương máu, lần này anh ấy sẽ không mắc phải sai lầm tương tự nữa. Bây giờ người mẹ Tiêu Tuyết Tương là người thân thiết nhất với mình. Anh không được để bà phải chịu thêm bất kỳ sự ức hiếp nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra với bà ấy thì bản thân anh nếu muốn làm tròn chữ hiếu cũng sẽ không còn cơ hội nữa. Sau khi Lê Vĩnh Thiên rời đi, Chu Nhược Mai dẫn Tiêu Tuyết Tương, Tiêu Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc đến trung tâm mua sắm. Một nhóm thị vệ đi theo Chu Nhược Mai để bảo vệ họ quân địch ở thành phố Đà Lạt đã bị xóa sổ và một số trung tâm mua sắm quy mô lớn đã được mở cửa trở lại. Mặc dù Tiêu Tuyết Tương, Tiêu Tịnh Vi và Triệu Vũ Ngọc đều mặc quần áo bình thường bước vào trung tâm thương mại. Nhưng vì sau lưng có một số lượng lớn thị vệ đi theo sau Chu Nhược Mai, nên Tiêu Tuyết Tương và những người khác đều không có tình trạng bị kỳ thị như trong tiểu thuyết thường thấy. Đó là phu nhân của hộ soái bảo vệ quốc gia, và lại, có một số lượng lớn thị vệ như thế, ngay cả khi chủ cửa hàng không biết tiêu tuyết tương, Lê Tịnh Vi là mẹ và em gái của hộ soái thì uy thế của họ vẫn có sự hiện diện mạnh mẽ. Ngay cả khi người khác có mắt không tròng thì vẫn có thể nhìn thấy thân phận không đơn giản của họ. Ai mà dám khinh thường. Lê Vĩnh Thiên đang đi đến khu vực chiến đấu phía nam và anh ấy đã gọi cho Trương Minh Nguyệt trên tới đó. Hộ soái xin cứ chỉ thị. Trương Minh Nguyệt tiếp nhận cuộc gọi của Lê Vĩnh Thiên, lập tức nói. Trương 945 mệnh lệnh, sắp xếp một tổ đặc công xe đầu đến để bảo vệ và chăm sóc cho Lại Nhi và Triệu Đình Vũ. Lê Vĩnh Thiên nói, vâng, Trương Minh Nguyệt ngay lập tức nhận lệnh, đối với mệnh lệnh của Lê Vĩnh Thiên, cô chỉ tuân theo chứ không bao giờ hỏi quá nhiều. Sau khi Lê Vĩnh Thiên đến khu vực chiến đấu phía Nam, anh và Trấn Nam hộ soái đáp máy bay đến Long Đô. Hà Ngọc Vinh dẫn theo một số thành viên của đội đặc nhiệm Phượng Hoàng để hộ tống Lê Vĩnh Thiên đến Long Đô trương minh nguyệt nhận được lệnh của lê vĩnh thiên và ngay lập tức sắp xếp cho một đặc công xe đầu tên là diệp hoài đến bệnh viện quân đội để chăm sóc và bảo vệ cho lại nhi và triệu đình vũ nhận được lệnh diệp hoài tức tốc đến bệnh viện quân y để chăm sóc và bảo vệ lại nhi và triệu đình vũ chu nhược mai mua một vài bộ đồ cho tiêu tuyết tương tiêu tịnh vi và triệu vũ ngọc sau đó quay trở lại biệt thự tinh nguyệt trên đường về cô tình cờ gặp phải đám tan nhà họ chu Chu Nhược Mai tự dừng xe để nhường chỗ cho gia đình Chu và đoàn đưa tang. Nhìn thấy cả họ Chu rất buồn, người đầu bạc tiến kẻ đào xanh, Chu Nhược Mai cũng đau lòng không kém. Khi nhà họ Chu và đoàn xe nhìn thấy Chu Nhược Mai đang ngồi trong xe, bọn họ càng căm ghét cô hơn. Sau khi Chu Nhược Mai trở về biệt thự, cô đã sắp xếp một phòng cho Triệu Vũ Ngọc. Nhưng Triệu Vũ Ngọc đã cùng mọi người đi mua quần áo mới, bây giờ cô ấy rất hạnh phúc và hơi buồn ngủ nên cô không có trò chuyện tiếp với họ. Khoảng 11 giờ tối, Trương Minh Nguyệt không có việc gì làm, liền đến bệnh viện quân y thăm Lại Nhi. Dù gì Lại Nhi cũng là thuộc hạ của cô ấy, bây giờ cô ấy lại đang bị thương nặng. Minh Nguyệt cũng nên đến thăm. Lúc này, Lại Nhi và Triệu Đình Vũ đã ngủ say. Chịu trách nhiệm việc chăm sóc Lại Nhi và Triệu Đình Vũ, Diệp Hoài khá bất ngờ khi nhìn thấy Trương Minh Nguyệt, tổ trưởng Trương, tại sao cô lại đến đây vậy? tôi đến xem lại nhi trương minh nguyệt nói lại nhi và triệu đình vũ đã ngủ rồi diệp hoài thì thầm để không đánh thức lại nhi và triệu đình vũ tuy nhiên lại nhi và triệu đình vũ không phải là người bình thường ngay khi trương minh nguyệt và diệp hoài nói họ đã tỉnh lại ngay lại nhi vừa mở mắt ra đã thấy tổ trưởng trương minh nguyệt đang đi tới cô đột nhiên vui mừng hỏi mấy câu tổ trưởng minh nguyệt cô tới lúc nào vậy tôi vừa mới đến thôi thật ngại quá đánh thức hai người, trương minh nguyệt nói không sao đâu, trời vừa tối chúng tôi đã bắt đầu ngủ rồi nên cũng đã từ lâu vừa đúng lúc tỉnh lại lại nhi nói triệu đình vũ cũng biết trương minh nguyệt nhưng anh không quen với việc trò chuyện cùng ba người phụ nữ bởi vì anh thậm chí còn không thể tròn miệng vào vì vậy anh đành phải im lặng lắng nghe họ lần trước lúc ở thành phố đà lạt em gái và anh đã bị một đặc vụ của địch bắt đi để uy hiếp anh giết chu nhược mai phu nhân của hộ soái lê cũng may Trương Minh Nguyệt đã kịp thời chạy tới cứu anh và em gái. Hơn nữa, Trương Minh Nguyệt vào thời điểm đó đã hiểu lầm anh muốn giết vợ của hộ soái nên xém chút nữa là đã giết chết anh ta. Đối với sự tàn nhẫn vô tình của tổ trưởng đặc công Trương Minh Nguyệt, Triệu Đình Vũ thực sự rất sợ cô. Vì lại Nhi vừa mới thức dậy, nên tinh thần rất tốt. Và lại, Trương Minh Nguyệt thì cũng không có việc gì làm vào nửa đêm, nên cô ấy đã nói chuyện phiếm với lại Nhi và Diệp Hoài trong phường không biết từ lúc nào lúc này đã là sáng sớm tổ trưởng trương thời gian không còn sớm nữa cô mau về nghỉ ngơi sớm đi lại nhi thực sự rất ngại khi trì hoãn thời gian nghỉ ngơi của trương minh nguyệt nên liền nói được rồi nhớ là hãy chăm sóc và chữa khỏi vết thương cho mình trương minh nguyệt quay lưng rời đi sau khi nói xong đúng lúc này có hai vị bác sĩ mặc áo bào trắng tiến vào phòng bệnh trương minh nguyệt đi ngang qua hai tên bác sĩ đó Đột nhiên cảm thấy hai tên bác sĩ này toát ra một luồng sát khí. Cô ngạc nhiên vội vàng dừng lại, quay đầu lạnh lùng nhìn bọn họ hỏi, nửa đêm các anh đến đây làm gì? Chúng tôi tới đây để thay băng cho bệnh nhân." Một trong số hai bác sĩ đi về phía Triệu Đình Vũ mà không nhìn lại. Chương 946 nghi ngờ. Trương Minh Nguyệt nhìn chằm chằm vào sau lưng hai bác sĩ gió, thì phát hiện dưới chân hai bác sĩ này đều đang đi đôi giày vải rất cũ trên giày vải có dính một ít bùn, cô đột nhiên nhíu mày. Theo lý mà nói, ngày nay rất ít người mang kiểu giày cũ dích này rồi. Và lại, sàn nhà trong bệnh viện rất sạch sẽ, không có bùn đất gì cả. Vậy thì bùn ở trên giày vải của hai bác sĩ này có xuất xứ từ đâu? Là thủ lĩnh của tổ đặc vụ xe đầu, cô ấy có khả năng quan sát rất mạnh, nhưng những bất thường này đã khiến cô ấy nghi ngờ. Diệp Hoài đứng canh ở trước phòng lại nhi lúc này cũng bắt đầu chú ý hai bác sĩ này một người thì có đôi mắt như ăn trộm một người thì có bộ dâu dê mặc dù cả hai đều mặc áo blau trắng nhưng thoạt nhìn trông họ không hề giống bác sĩ ngay cả khi có là bác sĩ thì cũng chẳng phải bác sĩ tốt dừng lại trương minh nguyệt và diệp hoài cùng lúc hét lên khi nhận thấy sự bất thường cô đang la mắng cái gì vậy bệnh nhân cần thay băng tên bác sĩ để dâu dê nói các anh có thẻ bác sĩ không hãy trình ra nếu có thẻ bác xó Diệp Hoài nói ngay lập tức khi nhìn thấy hai bác sĩ này không có thẻ bác sĩ. Triệu Đình Vũ và Lại Nhi cũng bắt đầu cảnh giác khi thấy hai bác sĩ này có tướng mạo trông xấu xí và âm dương kỳ dị. Khi hai tên bác sĩ giả mạo này thấy rằng danh tính của họ sắp bị tiết lộ, họ không tiếp tục che giấu nữa. Người đàn ông dâu dây nhanh chóng rút ra một con dao găm hướng về phía lồng ngực của Triệu Đình Vũ. Không những thế, Người đàn ông có đôi mắt chuột như tên trộm thì tung ra hai phi tiêu bay từ tay trái và phải của hắn. Một phi tiêu bay về phía cổ của Trương Minh Nguyệt, một phi tiêu khác bay về phía cổ của Diệp Hoài. Sự thay đổi đột ngột này khiến tất cả mọi người đều bị sốc. Tuy nhiên, Trương Minh Nguyệt, Diệp Hoài và Triệu Đình Vũ đã sớm chuẩn bị tâm lý khi trước đó họ có nghi ngờ hai bác sĩ giả mạo này. Dù vết thương nghiêm trọng vẫn chưa khỏi, nhưng Triệu Đình Vũ vẫn có thể bùng nổ một cách phi thường vào thời khắc sinh tử quan trọng này nhìn thấy người đàn ông dâu dê cầm dao găm vào lồng ngực mình anh nhanh chóng xoay người nằm lăn trên giường bệnh nếu không ở thời khắc sinh tử này anh ta đã không thể di chuyển dù bị dính đạn liên tục rồi tuy nhiên giờ đây anh đang ở giai đoạn quyết định giữa sự sống và cái chết đó là bản năng sinh tồn nên đã khiến anh ta bùng nổ với sức mạnh đáng kinh ngạc vào thời khắc sinh tử con người ta thường có thể bộc phát một sức mạnh phi thường nào đó do triệu đình vũ ra tay kịp thời người đàn ông dâu dê chỉ găm chúng con dao lên giường bệnh. Và lại, thân là đặc công giàu kinh nghiệm, Trương Minh Nguyệt và Diệp Hoài sớm có tâm lý chuẩn bị. Dễ gì mà bị phi tiêu của người đàn ông mắt chuột như ăn trộm này cắm chúng chứ? Vừa nhìn thấy phi tiêu bay tới, Trương Minh Nguyệt và Diệp Hoài đã nghiêng người và nhanh chóng thoát khỏi sự tấn công của phi tiêu. Người đàn ông dâu dê đã rất sốc khi thấy Triệu Đình Vũ dù bị thương nặng nhưng vẫn có thể thoát khỏi đòn chí mạng của mình. Người đàn ông có đôi mắt chuột như ăn trộm đã ngạc nhiên khi thấy hai cô gái là Trương Minh Nguyệt và Diệp Hoài có thể tránh được phi tiêu. Đoạt mạng phi tiêu là tuyệt kỹ nổi tiếng của hắn, chưa bao giờ thất thủ. Khi nãy, phi tiêu phóng ra ở cự ly gần như vậy mà còn có thể né tránh được. Hắn đúng là không ngờ lại bị hai nữ nhân này né được. Người đàn ông dâu dê và người đàn ông có đôi mắt chuột như ăn trộm đều là người trong điện thiên cang do nhà họ ngụy phái tới chúng nghe lệnh ngụy nguyên tùng tới bệnh viện quân sự thành phố đà lạt để giết triệu đình vũ và triệu vũ ngọc người đàn ông dâu dê tên là tuân vô hàn người đàn ông mắt chuột như kẻ trộm tên là ô hư minh đều là cao thủ hàng đầu của điện thiên cang ngụy nguyên tùng cảm thấy triệu đình vũ đã bị thương nặng và triệu vũ ngọc thì lại không giỏi võ công nên đã cử hai cao thủ của điện thiên cang là tuân vô hàn và ô hư minh đi trừ khử họ cử quá nhiều người khó khi lại phản tác dụng Tuân Vô Hàn thấy Triệu Đình Vũ né được mình vào đợt tấn công đầu tiên, hắn liền lập tức rút dao găm ra khỏi giường bệnh, sau đó nhanh chóng đâm vào người Triệu Đình Vũ thêm một lần nữa. Chiếc giường quá nhỏ, cho nên Triệu Đình Vũ thoát khỏi Tuân Vô Hàn sau nhát đâm đầu tiên thì trong nhát đâm thứ hai, anh không còn chỗ nào để né nữa. Dù sao thì vết thương nghiêm trọng của Triệu Đình Vũ vẫn chưa lành, cho nên mọi hành động của anh cũng rất chậm. Thật không dễ dàng gì mà né tránh được khi đối mặt với cao thủ hạng nhất như thế triệu đình vũ biết mình không thể né tránh nên cứ để mặc cho số phận an bài nhìn dao và đúng vào thời điểm quan trọng này một âm thanh chói tai vang lên tuân vô hàn cảm thấy một luồng gió từ phía sau lưng thổi tới và cảm thấy ớn lạnh diệp hoài cách tuân vô hàn khoảng cách tương đối gần cô thấy tuân vô hàn chuẩn bị ám sát triệu đình vũ nên lập tức rút dao găm đâm vào lưng tuân vô hàn tuân vô hàn bất ngờ bị tấn công Đành phải từ bỏ ý định ám sát Triệu Đình Vũ và vội vàng rút lại dao găm trên tay. Choang, khi dao găm của Tuân Vô Hàn và dao găm của Diệp Hoài chạm vào nhau, chúng liền phát ra một âm thanh chói tai. Dao găm của Diệp Hoài đã bị Tuân Vô Hàn chặn lại, cho nên Diệp Hoài không thể đâm vào Tuân Vô Hàn. Ô Hư Minh nhìn thấy Diệp Hoài tấn công lén lút vào Tuân Vô Hàn, hắn lập tức đã có phản ứng và chuẩn bị tham gia trận chiến. Hắn cùng với Tuân Vô Hàn chống lại Diệp Hoài. Vào lúc này, Trương Minh Nguyệt cũng xuất kích. Hãy xem đây. Trương Minh Nguyệt la lên một tiếng chói tai. Trong tay thì có một tia sáng lạnh, đó là một con dao găm, ô hư Minh đã bị đâm vào tim. Vì Diệp Hoài và Tuân Vô Hàn đang cận chiến, Trương Minh Nguyệt không thể chen vào để tránh vô tình làm bị thương Diệp Hoài. Vì vậy cô ấy chỉ có thể dùng dao găm. Ô hư Minh nhìn thấy Trương Minh Nguyệt đâm vào tim mình bằng dao găm. Cho nên hắn đành từ bỏ việc bao vây Diệp Hoài và quay lại tiếp chiêu, chiến đấu với Trương Minh Nguyệt. Chương 947 ám sát. Nhìn thấy con dao găm của Trương Minh Nguyệt đâm tới, Ô Hư Minh vội vàng dùng tay chặn cổ tay cô ta lại. Cổ tay của Trương Minh Nguyệt bị bàn tay của Ô Hư Minh chặn lại, đột nhiên đau nhức, dao găm rơi xuống. Cô ta không ngờ thực lực của vị bác sĩ giả này lại mạnh đến vậy. Vừa rồi cô ta bất cẩn nên không cầm được con dao găm và bị đánh rơi. Sau khi Ô Hư Minh đứng trước Trương Minh Nguyệt, hắn ngay lập tức đấm vào mặt cô ta. Trương Minh Nguyệt chưa kịp nhặt con dao găm lên, cô ta đã biết Ô Hư Minh rất mạnh, cô ta không dám lơ là nữa. Cô ta không chặn nắm đấm của Ô Hư Minh, mà là trực tiếp bay lên đá vào bụng của Ô Hư Minh. Chân của Trương Minh Nguyệt nhanh hơn, chân của cô ta dài hơn nhiều so với tay của Ô Hư Minh. Trước khi nắm đấm của Ô Hư Minh đập vào mặt Trương Minh Nguyệt, chân của Trương Minh Nguyệt đã đập vào bụng Ô Hư Minh trước. A, à, Ô Hư Minh bị Trương Minh Nguyệt đá, hắn hét lên tiếp tục lùi về phía sau. Trương Minh Nguyệt, với tư cách là tổ trưởng tổ đặc công xe đầu, không phải là hư danh. Chỉ sau khi Ô Hư Minh lùi năm bước liên tiếp, hắn mới có được một chỗ đứng vững chắc. Lúc này, hắn đã cảm thấy bụng mình căng lên, máu trào ra. Hắn cũng không ngờ rằng Trương Minh Nguyệt, một người phụ nữ lại có thể mạnh mẽ như vậy. Trong khi Trương Minh Nguyệt và Ô Hư Minh đang chiến đấu, Diệp Hoài và Tuân Vô Hàn cũng đang chiến đấu ác liệt. Diệp Hoài và Tuân Vô Hàn đều sử dụng dao găm. Dao găm của họ tỏa sáng, liên tục xuất chiêu. Không gian quá nhỏ, không dễ để di chuyển, nên khi Diệp Hoài và Tuân Vô Hàn đánh nhau, họ suýt bị trúng dao găm của đối phương. Tuân Vô Hàn không ngờ với tư cách là đệ nhất cao thủ của Điện Thiên Cang, sau bao nhiêu thủ đoạn cũng không thu phục được một phụ nữ. Mặc dù cả anh ta và Ô Hư Minh đều không phải là siêu cao thủ của Điện Thiên Cang, nhưng họ có thể được gọi là cao thủ hạng nhất của Điện Thiên Cang, sức mạnh của họ đã rất đáng sợ bao nhiêu người trong giang hồ nghe đến tên đều kinh hãi nhưng bây giờ ngay cả hai người phụ nữ cũng không thể có được họ không biết rằng đối thủ mà họ đang đối mặt bây giờ là một đặc vụ của tổ đặc công xe đầu của hà quốc kẻ đã khiến người đứng đầu của đất nước khiếp sợ trương minh nguyệt thậm chí còn là tổ trưởng tổ đặc công xe đầu lại nhi và triệu đình vũ không thể cử động vì vết thương của họ vì vậy họ chỉ có thể nhìn trương minh nguyệt và diệp hoài chiến đấu sinh tử họ không thể giúp gì được nói về phía trương minh nguyệt và ô hư minh sau khi trương minh nguyệt ra đòn thành công cô ta lập tức thừa thắng truy kích bay lên không trung dùng chân phải đánh về phía đầu của ô hư minh ô hư minh không dám lơ là lập tức giơ hai tay lên và dùng cùi trỏ chặn chân phải của trương minh nguyệt chân phải của trương minh nguyệt đá vào cùi trỏ của ô hư minh lại là một trận đau nhức nó không gây hại cho ô hư minh tuy nhiên khi rơi từ trên không xuống đất cô ta lại dùng chân trái đá vào bụng ô hư minh ô hư minh mất cảnh giác và lại bị trương minh nguyệt đá vào bụng a à, ô hư minh hét lên một tiếng nữa lùi lại đập lưng vào tường và dừng lại phụt Ngô tử văn nhũn chân ra máu trong người trào lên cổ họng rốt cuộc không kìm được mà phun ra sau khi trương minh nguyệt tiếp đất và đứng vững khi chuẩn bị thừa thắng truy kích một lần nữa ô hư minh đột nhiên phóng ra ba chiếc phi tiêu ô hư minh với tư cách là một bậc thầy hàng đầu của điện thiên cang chắc chắn không phải là một người ăn chay trương minh nguyệt đã bị sốc khi nhìn thấy ba chiếc phi tiêu bay về phía mình nhìn thấy tình huống này lại nhi và triệu đình vũ cũng bị sốc cả hai đều muốn chặn phi tiêu cho trương minh nguyệt họ bất lực với vết thương và không thể đứng dậy được cẩn thận tổ trưởng lại nhi chỉ có thể kêu lên không có nhiều không gian trong phòng cô ta không có nơi nào để chấp thời cơ khi đối mặt với cuộc tấn công của ba chiếc phi tiêu tuy nhiên trương minh nguyệt với tư cách là tổ trưởng tổ đặc công xe đầu, đã trải qua rất nhiều trận chiến, tất nhiên anh ta không phải là một người ăn chay. Trong cơn khủng hoảng, chân cô ta khuỵu xuống, cơ thể đột một ngả về phía sau, đồng thời dùng tay phải chống đất sao cho thân mình song song với mặt đất. Tư thế này giống như đang khiêu vũ vậy. Ba chiếc phi tiêu bay qua bụng của Trương Minh Nguyệt, một trong số chúng đã lướt qua bộ ngực căng phồng của cô ta. Cô ta đã sống sót sau một thảm họa khủng khiếp. Trong cảnh này, nhìn thấy lại nhi và triệu đình vũ đều toát mồ hôi lạnh hai người đều sờ sờ cổ họng ô hư minh lại nhìn thấy phi tiêu của mình bay lên không trung lập tức bay ba phi tiêu về phía trương minh nguyệt một lần nữa bởi vì lúc này cơ thể của trương minh nguyệt đang ngả về phía sau ba phi tiêu của ô hư minh bay từ trên xuống dưới về phía cổ ngực và chân của trương minh nguyệt cả ba phi tiêu đều lao tới trọng điểm của trương minh nguyệt phi tiêu cuối cùng còn ở vị trí đáng khinh hơn nhìn thấy tình cảnh này lại Nhi và Triệu Đình Vũ lại bị sốc. Làn sóng phi tiêu này đến nhanh như vậy, lần này Trương Minh Nguyệt tránh như thế nào? Trương Minh Nguyệt đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy phi tiêu của Ô Hư Minh bay trở lại, không ngờ bên kia lại hung ác và tấn công phi tiêu vào những bộ phận quan trọng này của cô ta. Nếu bị một chiếc phi tiêu đâm vào bộ phận quan trọng của đôi chân, sẽ không phải chết thật đáng xấu hổ và xấu xí sao? Cô ta cảm thấy tay phải vừa chạm vào con dao găm mình đã rơi trước đó, đến lúc nguy cấp Cô ta vội vàng đạp chân để cơ thể trượt trở lại trên mặt đất. Trong quá trình trượt về phía sau, cô ta đã để con dao găm mà chạm vào bằng tay phải của mình bay về phía cổ họng của Ô Hư Minh. Thủ đoạn của bậc thầy thay đổi nhanh chóng, những mánh khóe có thể giết chết người. Chương 948 dao đánh. Khi cơ thể của Trương Minh Nguyệt trượt về phía sau đúng lúc, ba phi tiêu của Ô Hư Minh lại rơi vào khoảng không, các phi tiêu rơi xuống sàn, tất cả đều phát ra tia lửa. Ô hư minh nhìn thấy phi tiêu của mình lại bị bắn trượt, vừa muốn phóng ra đợt phi tiêu thứ ba thì đột nhiên nhìn thấy một con dao găm lung linh bay về phía cổ họng mình, hắn sửng sốt, hai mắt mở to, đồng tử giãn ra vô hạn. Con dao găm của Trương Minh Nguyệt đến quá đột ngột, ô hư minh không bao giờ nghĩ rằng Trương Minh Nguyệt sẽ có thể phóng ra con dao bay trong khi trượt về phía sau. Hắn sợ đến mức không biết né tránh. Khi tất cả mọi người đều cho rằng lần này ô hư minh đã chết, Ô Hư Minh đột nhiên giơ tay phải lên và dùng hai ngón tay kẹp con dao găm lại. Con dao găm tiếp tục di chuyển về phía trước qua các ngón tay của Ô Hư Minh, nhưng khi đến tay cầm con dao găm, nó đã bị hắn bắt lấy. Khi con dao găm cách cổ họng hắn chưa đầy một cm, đột nhiên ngừng tiến về phía trước. Không ai có thể ngờ rằng Ô Hư Minh thực sự có thể kẹp con dao găm của Trương Minh Nguyệt. Ô Hư Minh với tư cách là một cao thủ hàng đầu của Điện Thiên Cang, hẳn không phải là một cái tên viển vông lúc này diệp hoài và tuân vô hàn đang chiến đấu không thể tách rời bởi vì họ sẽ bị giết bằng dao găm nếu ở cự ly gần cả hai đều có một số vết sẹo trên cơ thể cả lại nhi và triệu đình vũ đều âm thầm lau mồ hôi vì diệp hoài và trương minh nguyệt nếu không phải trương minh nguyệt đột ngột đến thăm tối nay diệp hoài nhất định không phải là đối thủ của hai người đó nếu triệu vũ ngọc canh giữ ở đây thì bây giờ cả ba người bọn họ đều đã chết may mắn thay đêm nay diệp hoài được cử đến Trương Minh Nguyệt tình cờ đến thăm, nếu không lại Nhi và Triệu Đình Vũ lúc này đã trở thành xác chết rồi. Triệu Đình Vũ đã nhìn ra võ công của Tuân Vô Hàn và Ô Hư Minh, hai người này đã từng bao vây cổng Ma Đao môn với rất nhiều cao thủ võ lâm. Bàn tay của hai người này đã nhuốm máu Ma Đao môn. Bọn họ là thành viên của võ lâm, thực lực bất phàm, nhất định phải cẩn thận. Triệu Đình Vũ lớn tiếng nhắc nhở. Trương Minh Nguyệt, Diệp Hoài và Lại Nhi đã rất khó hiểu khi Triệu Đình Vũ nói điều này làm thế nào để triệu đình vũ biết rằng họ đến từ võ lâm năm nay vẫn có học giả võ lâm sao do trên địa bàn phường giao tranh ác liệt nên các y bác sĩ quân y gần đó đã hoảng hốt chạy đến phường nơi xảy ra giao tranh mặc dù ô hư minh kẹp con dao găm của trương minh nguyệt bằng hai ngón tay nhưng hắn cũng toát mồ hôi lạnh nếu con dao găm bay xa hơn một chút hắn sẽ chết dù đã kẹp con dao găm nhưng con dao găm sắc bén vẫn cắt đứt cả hai ngón tay của hắn hai ngón tay của hắn đã dỉ máu. Khi ô hư minh và tuân vô hàn nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn bên ngoài tiểu khu, biết bọn họ đã báo động cho người trong bệnh viện, rất đông quân nhân và quân y đang vội vã chạy về phía bệnh tình. Hành động giết chết con trai con gái của triệu vũ ma đao môn nhất định sẽ thất bại. Cho đến bây giờ, họ chưa bao giờ nhìn thấy triệu vũ ngọc, con gái của chủ nhân của ma đao môn, họ cũng không biết cô ấy đã đi đâu. Còn triệu đình vũ bị thương nặng nằm bất động, Bọn chúng không có cơ hội ra tay. Bởi vì họ đã gặp một đối thủ mạnh. Trong cuộc chiến chống lại hai người phụ nữ này, họ không thể có thế thượng phong, không biết được là họ đến từ đâu. Ô Hư Minh không có ý định chiến đấu, ngay lập tức buông dao găm trong tay về phía Trương Minh Nguyệt, sau đó nhảy lên và chạy trốn qua cửa sổ. Nếu lúc này không bỏ chạy, sau này một lượng lớn binh lính sẽ đến, khó có cơ hội chạy thoát. Điều quan trọng là giết được Triệu Đình Vũ. Nhưng điều quan trọng hơn là cứu được mạng sống của mình Trương Minh Nguyệt lúc này đã đứng dậy Nhìn thấy ô hư minh để con dao găm bay qua Cô ta không né tránh mà dùng chiêu giống như ô hư minh để kẹp con dao găm bằng hai ngón tay Trương 949 bỏ trốn Do nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau nên nếu né tránh Con dao găm có thể sẽ đâm vào người lao vào căn ngăn Ô hư minh ném phi tiêu rất giỏi Con dao găm hắn phóng ra không mạnh lắm Trương Minh Nguyệt dễ dàng tóm gọn một con dao găm các ngón tay cũng không bị thương. Tuân vô hàn thấy ô hư minh trốn thoát, hắn cũng không có ý định đánh nhau, sau khi đâm diệp hoài bằng một con dao, tuân vô hàn nhân cơ hội để trốn thoát qua cửa sổ vỡ. Lúc này, rất đông bác sĩ và binh lính bảo vệ bệnh viện đã đến, và Lua Đa Tông là người đầu tiên chịu đòn. Tổ trưởng Minh Nguyệt, chuyện gì đã xảy ra? Lưu Đại Thông hỏi. Có sát thủ, Trương Minh Nguyệt nói. Sát thủ ở đâu? Lưu Đại Thông hỏi lại thoát khỏi cửa sổ, mau đuổi theo. Trương Minh Nguyệt nói xong, dẫn đầu nhảy ra khỏi cửa sổ. Diệp Hoài cũng có phản ứng, lập tức nhảy dựng đuổi ra ngoài cửa sổ. Có sát thủ, mọi người đuổi theo. Lưu Đại Thông hét lên. Quân lính lập tức quay lại và đuổi họ ra ngoài. Khi những người lính nghe thấy lời của Trương Minh Nguyệt, họ lập tức chĩa súng vào Ô Hư Minh và Tuân Vô Hàn. Nhìn thấy bị bao vây, Ô Hư Minh cùng Tuân Vô Hàn lập tức thi triển nhẹ nhàng bay lên cao muốn từ không trung thoát ra ngoài. Mau bắn chúng đi, Trương Minh Nguyệt lập tức ra lệnh khi thấy ô hư minh và tuân vô hàn bay thật cao. Cô ta sẽ không bao giờ thích sát thủ thoát khỏi tên, nếu không bắt sống được thì hãy giết họ. Đoàn đoàn đoàn, Trương Minh Nguyệt đã bắn ô hư minh và tuân vô hàn bay trên không trước. Cho dù võ công có giỏi đến đâu, sức mạnh có mạnh đến đâu, cũng đừng tin rằng mình có thể đánh được đạn và né được đạn. Đoàn đoàn đoàn, hoài thanh, người đã đuổi kịp từ phía sau, cũng bắn ô hư minh và tuân vô hàn đang ở trên không. Đoàn đoàn đoàn, những người lính nghe thấy mệnh lệnh của Trương Minh Nguyệt, thấy rằng Trương Minh Nguyệt và Diệp Hoài đã nổ súng, họ cũng bắn ô hư minh và tuân vô hàn ở giữa không chung. Vô số viên đạn bay dày đặc đến ô hư minh và tuân vô hàn ở giữa không chung. Mặc dù hai người bọn họ đều là cao thủ hạng nhất ở Điện Thiên Cang, nhưng lúc này bọn họ đang ở giữa không chung, không thể né được nhiều đạn như vậy những viên đạn đó ngay lập tức đập chúng vào tổ ong bắp cây. Sau đó, ô hư minh và tuân vô hàn rơi xuống từ trên không giống như hai con đại bàng lớn bị xuyên qua vạn mũi tên. Bộp, bộp, với hai tiếng động lớn, ô hư minh và tuân vô hàn ngã xuống đất, máu không ngừng chảy ra từ vết thương của họ. Võ công cao hơn nữa thì có thể làm gì, còn chưa phải là bị đánh thành tổ ong vò vẽ sao. chương 950 kiểm tra bọn chúng. Trương Minh Nguyệt, Diệp Hoài cùng binh lính nhìn thấy ổ hư minh và tuân vô hàn ngã xuống đất, mặt của bọn họ hướng xuống đất thì liền lập tức chạy tới rồi cầm súng chĩa vào người bọn họ. Lúc này, ổ hư minh và tuân vô hàn đều đã chết vì bực tức. Mau kiểm tra bọn họ một chút đi, xem rốt cuộc thì bọn họ có thân phận gì. Trương Minh Nguyệt nói, rõ, các binh lính đồng loạt tiến lên rồi lật người của ổ hư minh cùng tuân vô hàn lại, để cho bọn họ ngửa mặt hướng lên trời. Sau đó, những binh lính bắt đầu lục soát trên khắp cơ thể của bọn họ. Thế nhưng, sau khi lục soát toàn thân bọn họ, cũng không tìm được bất kỳ giấy tờ nào của bọn họ. Trương Minh Nguyệt nhớ tới chuyện vừa rồi Triệu Đình Vũ có nói bọn họ là người trong võ lâm thì lập tức xoay người đi về phía phòng bệnh. Diệp Hoài nhìn thấy Trương Minh Nguyệt rời đi, cũng đi theo. Lại nhị nhìn thấy Trương Minh Nguyệt và Diệp Hoài đều trở về thì vội vàng hỏi, "Tổ trưởng, hai thích khách kia thế nào rồi?" đã bị chúng ta dùng súng bắn chết rồi trương minh nguyệt nói bắn chết là được rồi vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm lại nhị biết được hai thích khách đều đã bị bắn chết thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm triệu đình vũ vì sao vừa rồi hai người kia lại muốn giết anh vậy trương minh nguyệt trực tiếp hỏi triệu đình vũ bởi vì vừa rồi cô ta đã nhìn ra hai thích khách này nhằm về phía triệu đình vũ mà đến chứ không phải là lại nhị tôi tôi cũng không biết tại sao bọn họ lại muốn giết tôi triệu đình vũ ấp a ấp úng nói vậy làm sao anh biết bọn họ là người trong võ lâm bọn họ chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ chạy tới nơi này để giết anh bây giờ anh hãy thành thật nói cho tôi biết vì sao bọn họ lại phải giết anh nếu không trong thời gian sắp tới không ai có thể bảo vệ anh được đâu trương minh nguyệt bức hỏi triệu đình vũ thật sự là cảm thấy có chút sợ trương minh nguyệt khi đối mặt với sự bức hỏi của Trương Minh Nguyệt, anh ta đành phải thành thật nói, hai tháng trước, đã từng có một nhóm cao thủ trong Võ Lâm tiêu diệt cả nhà tôi. Lúc đó, trong nhà chỉ có mỗi tôi và em gái tôi là trốn thoát. Lần đó cũng có sự tham gia của hai người này, cho nên tôi mới biết bọn họ là người trong võ lâm. Trương Minh Nguyệt lại nhị và Diệp Hoài biết chuyện cả nhà Triệu Đình Vũ đều bị giết sạch thì tỏ ra vô cùng khiếp sợ bọn họ đều không nghĩ tới triệu đình vũ này vậy mà còn mang theo một mối thâm thù đại hận giết gia đình bên người như vậy nhà anh ở đâu gia đình anh có bối cảnh như thế nào tại sao họ lại giết cả gia đình anh trương minh nguyệt lại liên tục hỏi nhà tôi ở vùng núi phía bắc bố của tôi là môn chủ của ma đạo môn bọn họ muốn chúng tôi gia nhập một tổ chức có tên là điện thiên càng nhưng bố của tôi lại không chịu gia nhập cùng bọn họ cho nên bọn họ đã lập tức tiêu diệt ma đạo môn của chúng tôi triệu đình vũ nói anh ta cảm thấy trương minh nguyệt là tổ trưởng tổ đặc công xe đầu hơn nữa cô ta còn là thuộc hạ của lê vĩnh thiên cho nên anh ta nghĩ cô ta cũng là người đáng tin cậy vì thế anh ta mới đem những chuyện này nói ra hiện tại hành tung của anh ta và em gái đã bị người của điện thiên càng mà người có thể bảo vệ tính mạng của anh ta và em gái của mình cũng chỉ có trương minh nguyệt và lê vĩnh thiên mà thôi anh cũng không muốn phải trốn chui trốn lùi ở khắp nơi cho dù anh ta có chạy tới chân trời góc biển, người của Điện Thiên Càng chắc chắn sẽ đuổi giết tới cùng. Thay vì cứ phải lo lắng sống một cuộc sống như vậy, chỉ bằng anh ta cứ nói thật rồi cầu xin quân đội của Long Quốc bảo vệ. Lê Vĩnh Thiên hộ soái bảo vệ, chỉ cần anh hạ lệnh một tiếng là có thể tiêu diệt được Điện Thiên Càng. Ma đạo môn sao? Ma đạo môn là cái gì? Trương Minh Nguyệt cực kỳ kinh ngạc bởi vì cô ta chưa từng nghe nói đến những môn phái này. Lại Nhị và Diệp Hoài cũng tỏ ra cực kỳ kinh ngạc không nghĩ tới triệu đình vũ lại là người của ma đao môn. Ma đao môn, nghe đến cái tên đã thấy rất trâu bò rồi. Khó trách thực lực của triệu đình vũ này cũng không thể coi thường. Ma đao môn, là một môn phái ẩn thế trong chốn võ lâm, lấy tuyệt thế đao pháp để chiếm cứ một vị trí trong võ lâm. Tất cả chúng tôi đều là người trong võ lâm, triệu đình vũ nói. Trương Minh Nguyệt, Lại Nhị và Diệp Hoài nghe vậy lại tiếp tục cảm thấy vô cùng kinh ngạc bọn họ thực sự không ngờ trong võ lâm lại có một môn phái như vậy trong khi bọn họ là đặc công của tổ đặc công xe đầu vậy mà cũng chưa từng nghe nói qua vậy mà lại có ma đạo môn trong võ lâm sao trương minh nguyệt hỏi có tất nhiên là có trên thế gian tồn tại rất nhiều cao thủ võ lâm chỉ là bọn họ đều hoạt động một cách bí mật bình thường không xuất hiện trên giang hồ mà đều là ẩn cư để tu luyện võ công hai người vừa rồi chính là người trong võ lâm nếu không làm thế nào bọn họ có thể mạnh mẽ như vậy chứ triệu đình vũ nói nghe triệu đình vũ nói như vậy trương minh nguyệt lại nhị và diệp hoài đều tin bởi vì sự thật đã được đặt ở trước mắt phó công của hai tên thích khách đó thực sự là rất lợi hại hơn nữa còn biết khinh công mà bọn họ cũng biết thực lực của triệu đình vũ mặc dù anh ta không phải là người được huấn luyện trong quân mà lại có thể có thực lực như vậy có thể thấy rõ anh ta đã được luyện võ từ khi còn nhỏ xem ra hiểu biết của bọn họ vẫn còn rất hạn hẹp. Điện Thiên Càng là tổ chức gì? Trương Minh Nguyệt lại hỏi. Tôi cũng không biết Điện Thiên Càng là tổ chức gì, bọn họ hoạt động một cách rất thần bí. Mà tôi cũng không biết làm thế nào mà lại tự nhiên xuất hiện ra một cái Điện Thiên Càng. Tôi nghe nói Điện Thiên Càng đã chiêu mộ được rất nhiều cao thủ đỉnh cao. Và cũng có rất nhiều môn phái đã gia nhập Điện Thiên Càng. Triệu Đình Vũ nói. Vậy vì sao ma đạo môn nhà anh lại không chịu gia nhập Điện Thiên Càng? Trương Minh Nguyệt lại tiếp tục hỏi. Cụ thể vì sao thì tôi cũng không rõ lắm. Lúc bọn họ đến nói chuyện với bố tôi, tôi lại không có mặt ở đó. Có lẽ là vì Điện Thiên Càng không phải là một tổ chức gì tốt đẹp cho nên bố tôi mới không đồng ý gia nhập. Triệu Đình Vũ nói. Bởi vì không đồng ý gia nhập, cho nên bọn họ sẽ diệt sạch ma đạo môn các người sao. Trương Minh Nguyệt lại hỏi. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 43.